vì cô em vợ Tiểu Tam Thẩm Thiên Thiên mà cố Cảnh Từ ra tay đấu vật với vợ mình. Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Cảnh Từ bị tuột tay té ngã làm đầu đập vô cạnh bàn. Sau chấn thương đó anh mất hoàn toàn ký ức hiện tại, chỉ nhớ được ký ức kiếp trước của mình. Kiếp trước anh vốn là một minh quân thời nhà Trần, còn người vợ hiện tại Tư Di cũng chính là quý phi thất sủng, kề vai sát cánh, âm thầm bảo vệ anh qua những trận chiến. Nhưng trong lòng hoàng thượng lại chỉ có cô sủng phi Thiên Thiên. Trong những năm tháng ra trận, ngài không biết rằng cô sủng phi này đã thay lòng đổi dạ, cấu kết với đệ đệ của mình âm mưu cướp hoàng vị. Tỷ tỷ, muội chỉ muốn chúc mừng bệ hạ, điều này tỷ cũng ngăn cản sao? Bệ hạ đang bị thương, không thể uống rượu. Hoàng huynh và Thiên Thiên tình nồng ý mật, cũng sắp phong hậu rồi, hoàng huynh sao có thể từ chối ly rượu này? Không sao. Thiên Thiên, trẫm đã đồng ý với nàng, nhất định đại thắng trở về. Trẫm làm được rồi. Bệ hạ, bệ hạ. Thiên Thiên, rượu này nàng hạ độc. Đúng vậy, ta không chỉ hạ độc ngươi, ta còn muốn giết chết ngươi. Bệ hạ. Thẩm Khanh, Thiên Thiên, trẫm tưởng nàng, nàng thật tâm với trẫm. Thật tâm? Điều ta thật tâm ái mộ là quyền lực, là người thắng cuộc. Bệ hạ vẫn chưa biết nhỉ, năm đó người cứu bệ hạ trong hồ nước là tỷ tỷ. Người thật tâm yêu bệ hạ nhiều năm qua cũng là tỷ tỷ. Người nói gì? Tỷ tỷ, tỷ thực sự quá thảm vì hắn, âm thầm bảo vệ hắn bao nhiêu năm qua, nhưng người hắn muốn cưới lại là ta. Tỷ còn chết vì hắn, hà tất gì phải làm khổ bản thân thế? Câm miệng. Thẩm Khanh, Thẩm Khanh, Thẩm Khanh, những gì cô ta nói là sự thật sao? Bệ hạ, đây là thần đã xin được từ một ngôi chùa cổ cho bệ hạ. Thần đã ước ba điều. Một, ta nguyện chàng mãi sống lâu. Hai, xin cho ta được theo hầu an khang. Ba là... Thẩm Khanh, Thẩm Khanh, ba xin như đôi yến rường nhà, hàng năm quấn quýt thiết tha. Thẩm Khanh, là trẫm phụ ngươi. Bệ hạ, hôm nay có người tiễn đưa thần, thần chết cũng. Thẩm Khanh, người đâu? Trẫm, hoàng huynh, làm gì có người nào? Lúc huynh ngự giá thân chinh, toàn bộ người trong cung đã bị ta mua chuộc rồi. Bây giờ ngay cả thẩm tướng quân trung thần của huynh cũng đã chết, ai có thể bảo vệ huynh đây? Hoàng vị này từ nay về sau chính là của ta. Thẩm Khanh, xin lỗi, nếu có kiếp sau hãy để trẫm bảo vệ nàng. Đây là đâu? Đây là đâu?
Liêu Dân to gan, dám mưu hại trẫm. Cố tổng, đây là đâu? Đây là nói. Người đâu, cứu mạng. Cố tổng muốn giết người. Hỗn xược, đứng lại cho trẫm. Cố Cảnh Từ, anh điên rồi à? Thẩm Ái Khanh, nàng chưa chết. Bỏ ra. Nàng, chúc mừng cố tổng đã lấy được quyền thừa kế cố thị. Cố tổng trẻ tuổi tài cao, về sau đừng quên chúng tôi nhé. Vô cùng cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn thông báo. Tôi, Cố Cảnh Từ, sẽ ly hôn với Thẩm Tư Di, rồi kết hôn với Thẩm Thiên Thiên. Ai cơ? Anh nói gì? Tôi nói tôi sẽ ly hôn với cô. Lúc đầu nếu không phải do ông nội ép, cô nghĩ tôi sẽ lấy cô? Một người tẻ nhạt vô vị cuồng công việc như cô sao? Ngày nào cũng trưng cái mặt khó ở đó cho ai coi. Trưng cho tôi xem mà. Tôi chỉ cần nhìn cô thôi đã thấy kinh tởm rồi. Cô xứng với Thiên Thiên sao? Đúng không Thiên Thiên? Cố Cảnh Từ, anh muốn ly hôn với tôi để rước đứa tiểu tam này về sao? Chị à, chị đã kết hôn với anh Từ hơn một năm rồi. Anh Từ chạm cũng không muốn chạm vào chị. Người không được yêu mới là tiểu tam. Thẩm Tư Di, làm người là phải biết thức thời. Tôi muốn cưới Thiên Thiên. Cho dù hôm nay cô có dập đầu 100 cái cầu xin tôi, cũng nhất định phải ly hôn. Cầu xin anh? Ai hiếm lạ quá dưa chuột nát như anh. Anh muốn ly hôn chứ gì? Được, ly thì ly. Tôi chúc đôi cẩu nam nữ mấy người thiên trường địa cửu. Cô mắng ai? Cô mắng Thiên Thiên đúng không? Xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Xin lỗi Thiên Thiên. Xin lỗi ngay. Xin lỗi Thiên Thiên đi. Trẫm bị làm sao vậy? Người đó giống y hệt trẫm, nhưng sao lại cặn bã như vậy? Đừng có giả vờ. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi. Khi nào chúng ta đi lĩnh sổ ly hôn? Đơn ly hôn tôi đã ký rồi. Khi nào chúng ta đi lĩnh sổ ly hôn? Đơn ly hôn là đơn quà ly sao? Trẫm với Tư Di vậy mà là phu thê. Tôi hỏi anh đó, làm gì vậy? Hôn nhân không phải chuyện đùa, là chuyện trọng đại, phải bàn bạc lâu dài. Thẩm Ái Khanh, trẫm vẫn còn một chuyện không hiểu. Tên nhị thế tổ này là muốn chơi gì nữa đây? Nơi đây rốt cuộc là ở đâu? Sao trẫm lại? Cố Cảnh Từ, muốn ly hôn thì ly đi. Dù sao tôi cũng không nhìn nổi đồ vô liêm sỉ như anh. Lúc đầu kết hôn là anh ép tôi, từ nay về sau chúng ta là người xa lạ, vĩnh viễn không gặp lại. Ái Khanh, trẫm không có ý đó. Anh! Thiếu phu nhân, lão gia đã biết chuyện cố tổng muốn ly hôn, tức đến mức nhập viện rồi ạ. Cái gì? Nơi đây hoàn toàn không giống Đại Hy. Thẩm Tư Di trước mắt cũng giống như Thẩm Khanh của trẫm. Rốt cuộc sau đại hôn đã phát sinh chuyện gì? Nếu đã đến nơi đây, sớm muộn trẫm cũng sẽ làm rõ. Ái Khanh xin hãy đợi, trẫm sẽ đi cùng nàng. Di Di, ông nội xin lỗi con, khiến con chịu uất ức rồi. Ông, con không có uất ức. Ngược lại là ông đó, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyện nhỏ sao? Đúng đúng, mấy lời Cảnh Từ nói đều là nói say rượu nên nói năng hồ đồ thôi, không nên tin. Con yên tâm, có ông ở đây nó sẽ không thể ly hôn đâu.
Ông nội, ý con không phải như thế. Ta hiểu, ta hiểu. Chuyện này không thể dễ dàng cho qua được. Con đợi đi. Đợi ta dưỡng bệnh xong, ta sẽ đi tìm nó, dạy dỗ nó một trận, trả thù cho con. Ông nội, dưa hái xanh không ngọt. Lúc đầu con gả qua đây, lúc trước mình đồng ý gả qua đây cũng chỉ vì chỗ sính lễ kia có thể trả tiền viện phí cho mẹ. Ba Cảnh Từ mất sớm, mẹ nó lại bỏ rơi nó để rời khỏi Cố gia. Tất nhiên ông phải có trách nhiệm với nó. Mấy năm qua là ông không dạy dỗ nó tử tế, nhưng mà ông cảm thấy rằng con chính là cháu dâu tốt nhất. Như này đi, nể mặt ông nội, con cho nó thêm một cơ hội. Nhưng mà con... Ta già rồi, thân thể đã thành bộ dạng này. Nếu con còn không đồng ý thì ta... Ông nội! Đây là đồ vật gì? Sao còn sáng hơn cả trân châu trong cung điện? Thế gian suy đồi. Khổ hình gì kia? Phi lễ chớ nhìn. Ông nội, ông không sao chứ? Ông nội. Thẩm Ái Khanh, thật là khiến trẫm khó tìm. Thằng nhóc mất nết này, mày mau quỳ xuống cho ông. Thật là khiến trẫm khó tìm. Thằng nhóc mất nết này, mày mau quỳ xuống cho ông. Hỗn sược, trẫm là thiên tử, chỉ quỳ đất trời, không quỳ thần dân. Thằng mất nết này nói lung tung gì thế hả? Con cũng không biết. Từ sau khi tỉnh lại, anh ấy đã dậy rồi, cũng không biết là điên thật hay là điên giả nữa. Giả giờ đúng không? Giả giờ này, ông cho mày giả giờ này. Thằng nhóc mất nết, bảo mày học cái tốt không học, mày lại náo loạn đòi ly hôn. Ly hôn rồi mà còn dám mơ tưởng đến quyền thừa kế sao? Ngươi là ai hả? Kính già yêu trẻ, ngươi đừng tưởng Tao là ai. Tao là ông mày, là người chùi đất cho mày. Từ hồi chỉ biết bò, giờ mày dám giả giờ không quen tao. Mày còn đang ở nhà tao đấy, Hoàng Tổ Phụ. Hoàng Tổ Phụ là tôn nhi thất lễ mạo phạm, hy vọng Hoàng Tổ Phụ bớt giận. Thẩm Ai Khanh hộ giá, mau hộ giá. Mày còn muốn hộ giá? Tao chỉ cho mày tạm thời tiếp quản Cố thị. Mày thật sự nghĩ bản thân là hoàng đế rồi? Tao nói cho mày biết, ông nội mày chưa chết đâu. Tao... Ông nội, không phải thân thể ông không khỏe sao? Ông đừng tức giận. Tim ta không khỏe lắm. Ta phải bình tĩnh lại. Phải bình tĩnh lại. Phải bình tĩnh lại. Nha đầu, những lời ta vừa nói với con suy nghĩ chưa? Ông nội, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Nhưng ông yên tâm, cho dù con không còn là cháu dâu Cố thị, thì con vẫn sẽ đến thăm ông, chăm sóc ông. Nhưng... Ông nội, hôm nay con còn có việc, con xin phép về trước. Nha đầu, Ái Khanh, trẫm. Tổ phụ, tôn nhi, trong này không còn ai, ra ngoài hai chúng ta nữa. Có gì cứ thẳng thắn với nhau. Tôn nhi rửa tay xin nghe. Học đâu ra mấy câu này vậy? Nghe còn dần nhau nữa chứ. Lúc đầu ta bảo con cưới Di Di, không phải chỉ vì con bé cứu ta một mạng, mà ta thực sự cảm thấy con bé rất tốt. Con xem, người xinh đẹp, có năng lực, học thức sâu rộng,
So với mấy đứa giả tạo, hồ ly tinh con quen ngoài kia tốt hơn rất nhiều đúng chứ? Hồ ly tinh? Đúng, dám hỏi tổ phụ ám chỉ là làm sao? Mày còn bảo vệ nó? Tao cảnh cáo, Cố gia nhà ta trước nay chưa từng có chuyện ly hôn hay hưu thê gì hết. Nếu mày thật sự dám ly hôn, trừ khi tao, trừ khi mày chết. Những lời này hình như có chỗ nào không đúng. Dù sao cũng giống nhau. Nếu mày dám ly hôn, vậy Cố thị sẽ không còn chút liên quan gì đến mày nữa. Tôn Nhi đã hiểu những gì tổ phụ chỉ dạy. Nếu đã biết, vậy còn không mau đuổi theo. Tôn Nhi cáo lui. Một cái ngã này sẽ không biến ngốc luôn đấy chứ? Ngốc thì ngốc, nhưng mà như này có chút giống khi xưa. Đường Đường là phu nhân chủ tịch Cố thị, tốt nghiệp đại học danh tiếng, mà phải mở sạp bán đồ ở đây sao? Thật là mất mặt. Liên quan gì đến cô? Tôi quên mất, 15 năm trước cô và mẹ cô đã bị ba tôi đuổi ra khỏi nhà. Giờ đến cả anh Cảnh Từ cũng muốn ly hôn với cô. Cô đó thật giống mấy món đồ này, rẻ mạt đến đáng thương. Tránh ra. Chị à, chỗ này bao tiền thế? Em gái thấy chị đáng thương quá, em mua hết chỗ này cho chị nhé. Như vậy chị cũng không cần cực khổ như này nữa. Đủ rồi chứ? Cô thiếu đánh. Cô sẽ không cho rằng có Cố lão gia chống lưng thì anh Cảnh Từ sẽ không ly hôn với cô nữa đấy chứ? Giờ tôi sẽ gọi anh Cảnh Từ qua đây, ba mặt một lời với cô. Được, giờ cô gọi anh ta qua đây, bảo anh ta cầm theo cả sổ hộ khẩu. Tôi đây sẽ cùng anh ta đến cục dân chính ly hôn. Cứng miệng, lát nữa đừng khóc lóc cầu xin anh Cảnh Từ. Đừng, xin đừng bỏ em, coi như cô có bản lĩnh đấy. Tiểu Trần Tử, ngày nào cũng gọi mình Tiểu Trần Tử. Nơi đây với đại hi của trẫm có vài phần tương tự. Thẩm Khanh thật sự ở đây sao? Phu nhân tốt nghiệp trường danh tiếng, chuyên ngành thiết kế, trừ đảm nhiệm chức vụ ở Thẩm thị thì sẽ thỉnh thoảng đến đây bán đồ trang sức mà bản thân tự thiết kế. Nói đây là sở thích cá nhân, nhưng thật ra là để bổ sung kinh tế. Bổ sung kinh tế? Nàng ấy là chủ mẫu Cố gia, sao còn phải tự làm việc để bổ sung kinh tế? Phu nhân nỗ lực như vậy đều vì để chăm sóc người mẹ đang bệnh của mình. Cố tổng, chuyện này chúng ta đều biết mà, sao ngài lại... Quả thực như vậy, đừng buông chuyện nữa, mau dẫn trẫm đi. Âm thanh nơi nào? Tiểu Trần Tử, hộ giá. Cố tổng, là điện thoại của ngài kêu. Điện thoại? Là Thẩm tiểu thư gọi đến, ngài nghe không? Thẩm Thiên Thiên đó ạ. Làm người ấy là phải biết thức thời. Tôi cứ muốn lấy Thiên Thiên về đó, cho dù hôm nay cô có ở đây dập đầu 100 cái cũng nhất định phải ly hôn. Một mảnh chân tình của trẫm bị lợi dụng. Thẩm Thiên Thiên thật sự đáng hận. Đến kiếp này trẫm sẽ không yêu sai người cô phụ nàng ấy nữa. Cố tổng, ngài không sao chứ? Làm sao để nó ngừng kêu? À, mình phải. Ngài tắt đi là được mà. Làm sao để tắt? Ngài xem. Xong rồi, quả thật không kêu nữa. Tiểu Trần Tử, ngươi quả thật thông minh hơn người. Như vậy đã thông minh hơn người ạ. Trẫm sẽ thưởng cho ngươi sau. Việc cấp bách bây giờ là phải đi tìm Thẩm Khanh. Cố tổng, vậy mà vì giám đốc Thẩm mà không nghe điện thoại của Thẩm Thiên Thiên, chẳng lẽ ngày ấy ngã hỏng đầu luôn rồi? Sao tắt rồi? Nhất định do anh ấy ấn nhầm thôi. Đợi đó, anh ấy sẽ gọi lại ngay.
Sao có thể? Lẽ nào lại nhìn trúng con hồ ly tinh nào rồi? Sao nào? Cô không gọi được cho anh Cảnh Từ của mình à? Là do anh ấy quá bận mà thôi. Thẩm Tư Di, tôi nói cô biết, ba thích tôi hơn. Anh Cảnh Từ cũng yêu tôi. Cho dù cô có đố kỵ cũng vô dụng thôi. Dù cô có tài hoa ra sao, nhưng không có đất dụng thì cũng chỉ có thể ở đây mở sạp bán hàng vỉa hè. Tôi đố kỵ cô cái gì? Tôi đố kỵ cô là một bình hoa vô dụng sao? Giờ cô gọi Cố Cảnh Từ qua đây, tôi ly hôn với anh ta, để anh ta đường đường chính chính lấy cô về, cho Cố gia thêm một thứ vô dụng chỉ có thể trưng. Thẩm Tư Di, mở miệng sạch sẽ chút. Dừng tay. Anh Cảnh Từ, anh đến đây để ly hôn với chị ta đúng không? Thẩm Thiên Thiên. Anh Cảnh Từ, đồ ác phụ, trẫm phải giết ngươi. Anh Cảnh Từ, anh sao vậy? Người cứu bệ hạ ở hồ nước năm đó là tỷ tỷ, người thật tâm yêu bệ hạ cũng là tỷ tỷ. Một, ta nguyện chàng mãi sống lâu. Hai, xin cho ta được theo hầu an khang. Ba, ba, xin như đôi yến rường nhà, hàng năm quấn quýt thiết tha. Anh Cảnh Từ, anh không sao chứ? Cút ra. Thẩm Khanh, trẫm đến muộn. Nàng không bị thương chứ? Bỏ tôi ra. Hình như Cố tổng quan tâm nhầm người rồi. Trẫm. Anh Cảnh Từ, lúc trước bác sĩ nói anh bị thương, ảnh hưởng đến trí nhớ. Em biết anh chắc chắn không phải cố ý đâu. Em sẽ không trách anh. Anh Cảnh Từ, trước khi anh bị thương, anh luôn nói sẽ ly hôn với chị ta, nhưng chị ta cố chấp không chịu ký. Em cũng khuyên chị ta hảo tụ hảo tán rồi. Thẩm Thiên Thiên, quan hệ giữa trẫm và Thẩm Khanh không phải người như ngươi có thể chen vào. Nếu ngươi còn dám nói thế với Thẩm Khanh, đừng trách trẫm vô tình. Lần này trẫm sẽ không bị người phụ nữ ác độc này lừa nữa. Anh Cảnh Từ, anh không sao chứ? Em đây, em là Thẩm Thiên Thiên anh yêu nhất đây. Tiểu Trần Tử. Có, trẫm không muốn thấy cô ta nữa. Bảo cô ta cút. Anh Cảnh Từ. Thẩm Tiểu Thư, Cố tổng và Cố phu nhân có chuyện cần nói. Một người ngoài như cô ở đây thì không ổn cho lắm. Anh gọi chị ta là gì? Cảnh Tử sắp ly hôn với cô ta rồi. Tôi mới là Cố phu nhân. Cố lão gia tử đã nói Thẩm Tư Di chính là cháu dâu ngày ấy nhận định. Nếu cô còn dám phỉ báng, chúng tôi sẽ khởi kiện cô. Thẩm Tư Di, nhất định là cô để nhân lúc anh Cảnh Tử bị thương nói gì đó khiến anh ấy hiểu nhầm, đúng không hả? Đồ vô liêm sỉ, cô dựa vào gì mà dám tranh giành với tôi? Cô dựa vào gì mà dám tranh giành với tôi? Anh Cảnh Từ, em không cố ý. Dám đả thương người khác giữa thanh thiên bạch nhật. Tiểu Trần Tử, thông báo quan phủ. Quan phủ, ý ngài là báo cảnh sát. Thẩm Thiên Thiên, cô còn không bao đi. Thẩm Ái Khanh, sao nàng lại để cô ta đi? Mọi người đều biết Thẩm Thiên Thiên là tiểu tâm can của anh. Hai người muốn chơi trò gì cũng đừng kéo tôi vào. Chiếm dụng tài nguyên công cộng. Chiếm gì cơ? Đừng đứng ở đây cản đường nữa. Ở đâu thì về đó đi. Thẩm. Thẩm Ái Khanh, trẫm giúp nàng. Không cần, anh đi đi. Thẩm Ái Khanh, có phải nàng hiểu nhầm trẫm chuyện gì không? Trẫm. Cố Cảnh Từ. Alo ông nội, con đã hỏi bác sĩ rồi. Anh ấy chỉ bị di chứng sau chấn động não thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là được. Vậy thì tốt. Di Di à, con xem lại gây thêm phiền phức cho con rồi. Ông đừng khách sáo mà. Nhưng mà ông, khi nào ông mới cho người sang đón anh ấy vậy? Dù sao anh ấy cũng chưa từng ở chỗ của con. Nếu ở lại đây sợ không thích hợp cho lắm. Gì cơ? Di Di, con nói gì thế? Ta phải đi kiểm tra rồi. Cảnh Từ nhờ cả vào con nhé. Ông nội thật là. Thôi kệ, đợi tỉnh dậy thì anh ta sẽ tự cút thôi. Cố Cảnh Từ, anh làm gì vậy? Mau buông ra. Đừng rời xa trẫm. Anh ta sao vậy? Cố Cảnh Từ, tôi cảnh cáo anh. Thẩm Khanh,
Không đúng. Tư Di, nàng nghe trẫm nói. Thật ra trẫm vốn đã chết dưới tay của loạn thần tặc tử, giờ lại xuất hiện ở đây, trẫm cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trẫm đã hiểu ra một chuyện. Anh ta nói gì thế? Nàng là một cô nương vô cùng tốt, tài sắc vẹn toàn. Trước kia trẫm bị điên rồi nên mới đặt tình yêu nhầm chỗ. Quá khứ ấy thật sự trẫm đã quá sai. Từ gì, nàng có thể cho trẫm thêm một cơ hội không? Trẫm thề tuyệt đối không phụ nàng. Nàng có ngửi thấy mùi gì không? Hả? Vừa nãy trẫm cứ ngửi thấy một mùi thối thoang thoảng nơi đây. Là trẫm ngửi sai sao? Chuyện này không thể trách tôi. Tôi có lòng tốt dịu anh về, là anh tự đâm vào thùng rác thôi. Trẫm tự đâm? Một người lương thiện như tôi sao có thể thấy anh chui vào thùng rác mà mặc kệ được? Thật sao? Giờ trên người anh toàn mùi thối thôi. Mau đi tắm đi. Tắm xong chúng ta nói chuyện tiếp. Vậy ai sẽ hầu hạ trẫm tắm rửa? Trẫm muốn tắm rửa mà lại không cho tiểu trần tử vào đây hầu hạ. Thích khách to gan. Trẫm vậy mà tự dọa sợ mình. Y phục lộ liễu còn ra thể thống gì? Tóc ngắn này có vẻ anh tuấn hơn tóc dài ha. Cái này tắm kiểu gì? Chút nước này sao đủ tắm? Cố Cảnh Từ, nhìn anh ta cũng không giống đang giả điên giả ngốc. Sao anh ta nói gì mà trẫm, Thẩm Ái Khanh, còn vừa nhắc đến loạn thần tặc tử. Không được, mình phải hỏi cho rõ. Cố Cảnh Từ, anh tắm xong chưa? Nếu tắm xong rồi ra đây chúng ta nói chuyện. Cố Cảnh Từ, đừng trốn trong đó không nói chuyện. Tôi biết anh đang... Nàng không sao chứ? Tôi... Có cần trẫm cho truyền ngự y không? Ngự y? Anh có phải Cố Cảnh Từ không? Nói anh rốt cuộc là ai? Nói anh rốt cuộc là ai? Sao nàng lại... Trẫm không phải Cố Cảnh Từ thì trẫm là ai? Đừng có giả ngốc. Kết hôn với anh ta một năm, anh ta có đức hạnh gì tôi còn không rõ sao? Lười biếng vô dụng, trăng qua khắp nơi, ăn chơi lêu lỏng.
Thì ra đây là bản chất của nguyên chủ. Sao lại tồi tệ như vậy? Anh ta ấy là nhị thế tổ không hơn không kém, mới không giống anh. Trẫm giống như nào? Tóm lại, những lời vừa nãy anh nói với tôi, Cố Cảnh Từ sẽ không bao giờ nói. Trẫm đã nói rồi, trẫm quyết tâm thay đổi. Nếu nàng không tin, có thể tùy ý kiểm tra trẫm có bất thường gì không. Anh đừng có điên. Mù rồi. Thẩm Ái Khanh, ngàn năm dinh quan, hạng mục thiết kế, phong cách cổ trang. Nhiều ghi chú như vậy, xem ra Thẩm Khanh rất coi trọng chuyện này. Đại Hy, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại Hy cách này đã ngàn năm lịch sử. Giang Sơn con dân của trẫm giờ cũng chỉ là vài nét bút trong tư liệu lịch sử. Mặc Dao, đừng có thả rông nữa, không tôi sẽ kiện anh tội dâm loạn. Thả rông? Trẫm đâu có nuôi con gì. Tiểu Trần Tử nói nàng ở một mình trong phủ, sao phủ của nàng lại có y phục nam nhân? Trừ khi đây là đồ của anh. Cố Cảnh Từ, dù trước kia anh không về đây, nhưng mỗi tuần anh đều bảo người mang đồ bẩn sang, chỉ định tôi giặt. Còn nói gì mà Cố gia không nuôi, người lười biếng. Không phải anh bảo mình là Cố Cảnh Từ sao? Sao chuyện mình làm cũng không nhớ, giờ quên rồi. Thì ra là vậy. Vậy mà dám sai Thẩm Khanh giặt đồ, thật sự quá đáng. Anh làm bầm gì thế? Không có gì, nàng yên tâm, loại chuyện này về sau tuyệt đối không có nữa. Tất nhiên là không có, bởi vì chúng ta sắp ly hôn rồi, tôi mới không tiếp tục làm trâu làm ngựa cho anh đâu. Ly hôn? Trẫm không ly. Đầu anh hỏng rồi à? Là anh muốn ly hôn. Anh yên tâm, bên ông nội tôi sẽ giải quyết cho. Trẫm tuyệt đối không ly. Anh đây là định âm mưu chuyện gì nữa hả? Xin lỗi, tôi qua đó ngay đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Sạp hàng bán đồ trang sức xảy ra chút vấn đề, tôi phải lập tức qua đó, anh tự mặc đi. Đợi đã, trẫm sẽ đi cùng nàng. Nam nhân này bị cuồng khoe thân à? Đập cho tao. Dừng tay. Người đẹp. Dương Cường, anh dựa vào gì mà đập sạp hàng của tôi hả? Cô không chỉ không nộp phí bảo kê mà còn dám mở sạp bán. Muộn như này cô tưởng anh em bọn tôi chỉ để trưng à? Nhưng mấy người là phạm pháp. Phạm pháp? Tôi cảnh cáo cô, sạp chợ đêm này tôi nói có là có. Nếu không muốn nộp tiền cũng được. Vậy chị anh em tôi cho tốt vào, phải để bọn đây thỏa mãn thì ông đây sẽ tha cho cô một lần, thế nào hả? Điều dân thấp hèn, dám ở trước mặt trẫm hỗn sược. Thằng nhãi này ở đâu ra vậy? Mày ở đây tỏ vẻ cao quý gì hả? Mày nghĩ mày là ai? Thấy trẫm ở đây mà vẫn dám hô to gọi nhỏ, đợi bản thân chết không chỗ chôn đi. Nếu còn dám kiếm chuyện, trẫm sẽ không bỏ qua cho đám các người nữa. Không bỏ qua, mày không bỏ qua thì mày định làm gì hả? Là trẫm suy nghĩ không chu toàn, Ái Khanh định xử lý bọn chúng như thế nào? Nếu Ái Khanh muốn động thủ, cứ đánh hết sức vào, trẫm sẽ luôn làm chỗ dựa cho nàng. Anh muốn tôi đánh bọn họ?
Ái Khanh cảm thấy chút võ công đó không đáng để nàng ra tay sao? Tôi còn muốn ra tay dạy dỗ cho mày mặt mũi quá đúng không? Trẫm quên mất, giờ nàng không biết võ. Bỏ đi, trẫm thay nàng dạy dỗ chúng. Khẩu khí không nhỏ. Anh định đánh thật sao? Yên tâm, có trẫm ở đây không ai dám ức hiếp nàng hết. Lên, động thủ đi. Còn tưởng mày lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ là hổ giấy. Cái đó tôi không quen anh ta. Các vị cứ tự nhiên. Tự nhiên. Ái Khanh, anh em lên. Tôi báo cảnh sát rồi. Báo rồi. Nếu còn không đi, cảnh sát sẽ bắt hết mấy người. Ái Khanh, sao nàng chỉ đứng một bên xem? Lẽ nào tôi ở lại xông lên đánh cùng anh hả? Hơn nữa, nếu không phải vừa nãy tôi báo cảnh sát thì giờ anh vẫn nằm dưới đất kìa. Trẫm trẫm thật là bị ức hiếp đến đáng thương. Rồi rồi, hình như sắp mưa rồi. Anh vẫn tự đi được đấy chứ. Đến viện khám qua đi. Nàng, nàng thì sao? Tôi dọn hàng. Đi đi. Này, này, sao anh lại quay về đây? À, giúp nàng dọn đồ. Thôi kệ đi. Giờ thân thể anh vẫn đang bị thương. Ngoài trời lại mưa to như này. Chúng ta về nhà thôi. Đây đều là những đồ nàng yêu thích, không thể để ngấm mưa. Nhưng trước kia không phải anh Toàn nói mấy thứ này là đồ bỏ sao? May mà không hỏng nhiều. Thẩm Khanh, tay nghề nàng thật tốt. Nếu cố tổng thích, vậy tặng anh một cái. Coi như cảm ơn hôm nay đã giúp tôi. Dùng cái này để báo đáp sao? Anh đừng chê nó rẻ. Để làm được nó, tôi đã tốn rất nhiều công sức đó. Trẫm không có ý đó.
Đều nói hoa đi với mỹ nhân, trang sức đẹp như vậy nàng đeo vẫn hợp hơn. Lại nói mấy lời kỳ quái, lẽ nào... Sao vậy? Trẫm chỉ cảm thấy... Biết ngay mà, sốt nên nói lung tung thôi. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Cố tổng chỉ bị cảm, nghỉ ngơi một đêm, hạ sốt là sẽ khỏe à? Vậy đầu của anh ấy... Tôi nghe nói vì bị thương ở đầu nên dẫn đến ký ức bị rối loạn. Giờ hành vi của anh ấy hoàn toàn không được bình thường. Cái đó phu nhân, chúng ta ra đây nói chuyện. Ý của anh là bởi vì chấn động não nên trí thức mới hỗn loạn, vì vậy tưởng tượng bản thân là người cổ đại còn là hoàng đế. Đúng, không thể loại trừ khả năng này. Nhưng có lẽ đây chỉ là tạm thời. Vậy ý anh là nếu anh ấy khỏi bệnh sẽ trở về như trước kia? Đúng vậy, loại bệnh này có thể tự hồi phục. Chẳng qua là đêm nay cố tổng sốt cao như vậy, bên cạnh không thể không có ai. Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ta. Còn tưởng anh thay đổi tính nết, không ngờ cũng chỉ vì chấn động não. Nhưng mà anh bây giờ cũng dễ thương phết. Nói như này thì hơi tồi, nhưng nếu anh hồi phục chậm chút thì tốt biết mấy. Không hổ là thái tử điện hạ, bách phát bách trúng, nhất tiễn xuyên tâm, dẻo mồm lắm. Thẩm Khanh, không phải ngươi luôn muốn học bắn cung sao? Nào, cô dạy ngươi. Điện hạ, như vậy sợ là không hợp quy củ. Ngươi là thư đồng của cô, sau này luôn luôn phải đi theo cô, có gì không hợp quy củ? Nào, cầm lấy. Điện hạ, Tư Di sẽ luôn ở bên người. Đừng mà. Thẩm Khanh, nàng sao vậy? Anh Cố Cảnh Tượng, ai cho anh vào đây? Trẫm, lúc tỉnh lại trẫm đã nằm trên giường rồi. Trẫm thật sự chưa làm gì cả. Thật sao? Cũng không hoàn toàn. Tôi đánh chết anh. Trẫm tỉnh lại thì thấy nàng đang nằm gục ở bên, tưởng nàng không khỏe nên trẫm bế nàng lên giường thôi. Trẫm thật sự chưa làm gì cả. Đúng vậy, tối qua anh bệnh mà, vì vậy tôi mới... Nhiệt độ này hạ sốt rồi, giờ anh thấy thế nào? Tốt hơn nhiều, hơi hơi tốt thôi. Thẩm Ái Khanh, vừa nãy trẫm nghe nàng nằm mơ gọi điện hạ. Có phải nàng mơ thấy trẫm? Không có, anh nghe nhầm thôi. Nhưng rõ ràng là... Nếu đã khỏi bệnh, vậy mau ra ngoài, tôi phải thay đồ. Ra ngoài. Người vừa nãy ở trong mơ là mình và Cố Cảnh Tường sao? Thẩm Ái Khanh, nàng xong chưa? Cái đó trẫm, người có ba việc gấp ấy. Anh không biết dùng vệ sinh bên ngoài sao? Bỏ đi bỏ đi, không cần thiết tính toán với một tên thần kinh. Thẩm Ái Khanh, người đâu? Đơn
Ly hôn. Đơn ly hôn. Mau ký đi, chúng ta ly hôn, không làm lỡ tương lai tốt đẹp của anh và Thẩm Thiên Thiên nữa. Lẽ nào Thẩm Khanh kiếp này không còn yêu Trẫm? Vậy hãy để Trẫm yêu nàng. Cô làm gì vậy? Dọn rác thôi mà. Chị, ăn một thiết kế thời trang ngàn năm vinh quang kia đã cho tôi rồi. Chị không cần thiết phải ở lại công ty nữa đâu. Cho cô. Đúng đó, tôi biết. Chị đã rất bận rộn với hạng mục đó, chắc là nửa năm mới nhỉ. Nhưng bây giờ người thừa kế cố thị là anh Cảnh Từ. Anh ấy đã cho tôi hạng mục đó rồi. Dựa vào gì? Dựa vào gì? Dựa vào người anh Cảnh Từ yêu là tôi. Chị đừng nghĩ gần đây anh ấy tốt với chị là yêu chị. Anh ấy chỉ tạm thời bị thương ở đầu, ký ức hỗn loạn thôi. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hồi phục rồi ly hôn với chị. Cho dù như vậy, tôi cũng không từ bỏ hạng mục đâu. Đến lượt chị quyết định sao? Nhìn thấy chưa? Là anh Cảnh Từ đích thân ký tên, chỉ hợp tác với tôi thôi. Chị, tôi biết chị thiếu tiền. Người mẹ kia của chị vẫn đang nằm ở trong bệnh viện đợi chị nhỉ? Hay là như này, bây giờ chị quỳ xuống đây, dọn sạch chỗ này. Tôi sẽ để chị ở lại Thẩm thị làm lau công. Một tấm ảnh thôi mà làm như bảo bối vậy. Chị đánh tôi. Ba, chị đánh con. Chị đánh tôi. Ba, chị đánh con. Đây là công ty, không phải chỗ mày động tay động chân. Ba, hạng mục này con đã chuẩn bị rất lâu rồi. Không ai hiểu ngàn năm vinh quang hơn con cả. Con xin ba đó, đừng đưa. Đừng đưa cái gì? Mày gả cho Cố Cảnh Từ, kết quả thì sao? Không làm tốt vị trí Cố phu nhân đi, còn để Cố gia ghét bỏ mày. Giờ Cố gia muốn đưa hạng mục đó cho Thiên Thiên, thì tao còn có cách gì hả? Còn không phải vì Thẩm Thiên Thiên. Còn dám trách em gái mày, sao mày không tự kiểm điểm lại bản thân đi? Bản thân năng lực kém cỏi, còn trách người khác. Con không có năng lực. Vậy Thẩm Thiên Thiên cô ta có năng lực gì sao? Ba, con không phải vì ba thiên vị cô ta. Hạng mục này rõ ràng ba biết nó quan trọng với con như thế nào. Ba cũng biết mẹ đang đợi diễn phí phẫu thuật mà. Ba, lẽ nào ba có đứa con của tiểu tam đó rồi liền? Mày trách cứ tao, mày to gan lắm. Tao đã sớm không ưa cái thái độ ngông cuồng này của mày rồi. Mày học em mày đi, học những cái tốt của nó đi. Thẩm Chính Dĩ tao đời này xui xẻo bao nhiêu mà lại sinh ra đứa con gái như mày chứ. Mau cút ra ngoài. Chị nghe thấy không? Ba bảo chị mau cút ra ngoài. Chị à, trí nhớ chị thật chẳng tốt chút nào. Còn dám đấu với tôi. Chị nói xem từ nhỏ đến lớn có lần nào chị thắng được tôi chưa? Thật đáng thương. Tôi sẽ không rút khỏi hạng mục. Cho dù là Cố Cảnh Từ cũng không có tư cách đuổi tôi đi. Giờ tôi sẽ gọi cho anh ta. Chị đừng không biết tốt xấu như thế. Giờ người cầm quyền Cố thị là anh Cảnh Từ. Cố thị do anh ấy làm chủ, hiểu không? Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Anh Cảnh Từ. Cố tổng đại giá ghé thăm. Cậu là đến tìm Thiên Thiên chúng tôi nhỉ? Anh Cảnh Từ, anh mau nói rõ cho chị ấy biết đi. Hạng mục này anh đã cho em rồi. Chúng tôi chuẩn bị đuổi Thẩm Tư Di làm hỏng chuyện này ra ngoài rồi. Cố tổng, có phải cậu đưa hạng mục này cho Thiên Thiên là cậu thấy được sự ưu tú của nó không? Nó giỏi hơn chị nó rất nhiều. Thẩm Khanh. Anh Cảnh Từ. Thẩm Khanh, nàng chạy cái gì? Bị thương rồi. Họ dám đánh nàng. Cố Cảnh Từ, anh không cần ở trước mặt tôi diễn kịch nữa. Diễn kịch? Sao phải diễn kịch? Chính là giả điên giả ngốc. Cố Cảnh Từ, tôi có thể ly hôn với anh, tôi có thể không cần gì cả. Nhưng hạng mục này là tôi tự mình giành lấy.
Nó là minh chứng cho thực lực của tôi. Tôi chỉ cần hoàn thành hạng mục này, về sau ở Thẩm gia tôi không cần nhìn sắc mặt của người khác nữa, cũng không cần sống một cách sợ sệt, không cần bày bán ngoài chợ nữa, anh hiểu không? Trẫm hiểu. Anh căn bản không hiểu. Cố Cảnh Từ, điện thoại tôi dở rồi, giờ đến cả cái điện thoại tôi cũng không mua được. Mỗi ngày tôi đều sống trong lo lắng, tôi vì tiền viện phí của mẹ mà phát sầu. Tôi đã làm gì sai chứ? Sao các người ai cũng đối xử với tôi như vậy? Trẫm biết. Thẩm Khanh, trẫm biết. Anh thì biết cái gì? Anh đuổi ra tận đây không phải để cười nhạo tôi sao? Đừng động. Còn đau không? Được rồi. Tư Di, không chỉ hạng mục, chỉ cần thứ nàng muốn, trẫm đều sẽ cho. Đùa tôi vui lắm sao? Nàng không tin trẫm. Không sao, cứ nghe theo trẫm. Anh Cảnh Từ, anh dẫn chị ta về đây làm gì? Cố tổng, có phải Thẩm Tư Di là chọc giận cậu không? Tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Dạy dỗ kiểu gì? Tất nhiên là dùng gia pháp. Người như ngươi xứng đáng làm phụ thân sao? Không phân rõ đúng sai, chỉ biết trách móc Tư Di, ngươi là đang thiên vị. Anh Cảnh Từ, anh bị sao vậy? Trẫm tuyên bố hạng mục sẽ do Tư Di phụ trách. Không được, anh đã bảo cho em mà, tên anh cũng ký rồi. Trẫm ký lúc nào? Anh làm gì vậy? Trẫm nói lại lần nữa, hạng mục này do Tư Di phụ trách. Cố tổng, cậu làm vậy là sao? Nếu ngươi không đồng ý cũng được. Vậy sau này Cố thị sẽ không hợp tác với Thẩm thị nữa. Trẫm cũng có thể cho Tư Di tự điều hành hạng mục, rời khỏi Thẩm thị, càng tốt cho Tư Di. Vậy sao được chứ Cố tổng? Ngươi còn dị nghị gì sao? Tôi em có. Trẫm không hỏi ngươi. Còn một vấn đề nữa, ai đã đánh Tư Di? Đó cũng vì nó động tay đánh Thiên Thiên trước. Xin lỗi. Xin lỗi. Con không cần. Mày, Tư Di, em hài lòng không? Đợi trẫm chút. Không phải nói Cố Cảnh Từ sẽ ly hôn với Thẩm Tư Di rồi lấy con sao? Sao giờ lại bảo vệ Tư Di đến vậy? Sau khi anh ấy tỉnh lại thì liền bị dậy. Sao con biết được? Một tiếng trẫm, hai tiếng trẫm. Tưởng mình là hoàng đế thật à? Thẩm Tư Di, là coi như lúc thần trí anh Cảnh Từ hỗn loạn đã nói gì đó đúng không? Nếu không sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi không đê tiện như cô. Cô sẽ không cho rằng anh ấy yêu cô đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, anh ấy sẽ sớm nhanh tỉnh lại thôi. Sau đó sẽ đá cô bay ra khỏi nơi này. Vậy thì sao? Thứ tôi muốn chỉ là hạng mục. Cô tưởng bản thân đã thắng à? Tôi sẽ không để cô thuận lợi hoàn thiện hạng mục đâu. Đúng. Thứ cô có chỉ là những thủ đoạn hèn mọn kia thôi. Hèn mọn thì sao? Dù sao ba cũng thương tôi. Người anh Cảnh Từ yêu cũng là tôi. Cô thì sao? Cô chỉ có bà mẹ già, nửa sống nửa chết kia thôi. Đánh đi. Đánh ở đây này. Để xem lát nữa anh Cảnh Từ có trừng trị cô không. Từ gì? Anh xác nhận giao hạng mục cho tôi sao? Tất nhiên. Được, đầu của anh ta xem ra thực sự có vấn đề rồi. Thẩm Khanh, trẫm tìm nàng lâu lắm. Nàng về rồi. Biểu hiện của trẫm hôm nay, nàng hài lòng không? Thẩm Khanh, trẫm có một món quà muốn tặng nàng. Gì cơ? Tiểu Trần Tử, cậu đến đúng lúc lắm. Đã nói rồi, mình là trợ lý, không phải thái giám. Cố tổng,
Đây là món quà trẫm muốn tặng nàng. Mở ra xem đi. Ý anh là sao? Nàng không thích sao? Tiểu Trần Tử nói đây là mẫu mới nhất. Đúng, mẫu mới nhất. Tiểu Trần Tử, nào, giúp trẫm đăng nhập. Ngài không biết ạ, trẫm chỉ là chưa quen thôi. Dân, để tôi giúp ngài. Xong ngay thôi. Được chưa? Rồi ạ. Lùi xuống trước đi. Thẩm Khanh, trẫm đã lưu số điện thoại mình vào đây rồi. Chỉ mình trẫm thôi. Về sau nếu ai dám bắt nạt nàng cứ gọi điện cho trẫm. Đồ chơi này đúng là thuận tiện, tiện hơn thư từ nhiều. Đúng rồi, trẫm còn có một chuyện. Chuyện gì? Về sau hai chúng ta sẽ dùng bức họa này để làm màn hình chính, được chứ? Thực ra anh không cần đối xử tốt với tôi đến vậy. Sớm muộn gì anh cũng hồi phục, rồi quay trở về bên Thẩm Thiên Thiên. Đến lúc đó tôi phải làm sao? Thẩm Khanh, không sao. Hạng mục này rất quan trọng với tôi. Tôi không muốn mắc bất cứ sai lầm gì. Trẫm sẽ không để sai lầm gì xảy ra. Nhưng mà trẫm còn có chút nghi hoặc, mong được nàng chỉ giáo. Nghi hoặc gì? Đấu thầu là gì? Ngay cả cái này anh cũng không biết. Lúc trước anh tham gia cuộc họp, đầu óc giúp cho lợn ăn hết rồi à? Cái này thôi bỏ đi. Đấu thầu chỉ là một hình thức cạnh tranh công khai. Đấu thầu sẽ thông báo tin tức ra bên ngoài, thu hút cá nhân hoặc xí nghiệp đến cạnh tranh đấu thầu. Thì ra là vậy. Vậy phương thức thanh toán quẹt thẻ và quét mã là sao? Quẹt thẻ là như nào? Quét mã là thế nào? Trẫm thật sự không biết, chứ không phải bỡn cợt nàng đâu. Xem ra anh ta bị chấn thương không nhẹ. Mình nhịn. Quẹt thẻ chính là... Thẩm Khanh, vậy mà tân tiến đến vậy sao? Thật sự quá tài giỏi. Người chế ra đồ vật này là ai? Giờ đang ở đâu? Trẫm muốn trọng thưởng. Anh muốn ban thưởng? Đúng. Hắn ta vì bách tính mà cũng nghĩ như vậy. Thân đế dương một nước, sao lại không thưởng? Anh tự thưởng cho bản thân mình một chuyến vào viện. Xin bác sĩ thưởng cho chút thuốc uống đi. Bỏ đi, bỏ đi. Nói tiếp chuyện đấu thầu đi. Được. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Hai người đấy làm gì mà từ sáng đến giờ chưa ra khỏi phòng thế? Anh nhẹ chút. Nhanh lên. Mấy người làm gì vậy? Ai cho cô tự tiện vào đây? Em thấy anh mãi chưa ra ngoài, lo lắng nên mới vào xem thôi. Đây là văn phòng của tôi. Là nơi cô muốn vào là vào sao? Chị, tôi là phó tổng công ty. Phòng làm việc của chị, tôi muốn vào thì vào. Hơn nữa, ai biết chị ở trong này có câu dẫn anh Cảnh Từ không? Câu dẫn? Cô nói Thẩm Khanh câu dẫn trẫm. Đúng đó anh Cảnh Từ, cô ta không chịu ly hôn với anh. Cô không phải muốn câu dẫn anh độc chiếm vị trí cố phu nhân sao? Còn có chuyện tốt như vậy? Từ gì? Đến câu dẫn trẫm đi. Đợi đã. Anh Cảnh Từ, anh đừng nháo nữa.
Tôi đến để nói với chị, công việc trưng bày hạng mục cần phải tuyển chọn một số đồ cổ. Chuyện này chị phụ trách được chứ? Có thể. Chị chắc chắn sao? Chị không biết nhiều người trong giới thượng lưu, đừng để đến lúc đó lại mất mặt vì không mua được đồ cổ. Không cần cô nhọc tâm. Anh Cảnh Từ, câm miệng, ra ngoài. Thẩm Tư Di, là cô muốn tự mình phụ trách. Để xem cô mua phải đồ giả thì ăn nói thế nào. Alo, Tống tổng, tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Trước kia không phải cửa cũng không muốn vào sao? Giờ ngày nào cũng ở lì lại đây. Phải ra ngoài à? Ừ, sao vậy? Nàng mặc như này ra ngoài. Sao vậy? Không đẹp à? Đẹp. Trẫm không cho phép nàng mặc như này. Tại sao? Ra thể thống gì nữa? Đại ca, thời đại này được ăn mặc tự do rồi. Ăn mặc tự do? Vậy nàng chỉ có thể mặc tự do trước mặt trẫm. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng là hoàng hậu của trẫm, là người của trẫm. Nếu bị mấy kẻ háo sắc để ý đến, vừa nghĩ là không chịu nổi, trẫm giúp nàng chọn. Đại ca, đừng có chọn cho tôi mấy bộ đồ xấu xí. Hôm nay tôi cũng cần thể diện đấy. Anh chắc chắn? Chắc chắn. Đi thay đi, trẫm sẽ ở ngoài đợi nàng. Đẹp không? Đẹp. Đợi đã, Từ Di, có phải nàng quên gì rồi không? À, cảm ơn nhé. Nàng quên trẫm rồi. Hôm nay chỉ là một buổi triển lãm bình thường thôi. Không phải anh bảo không bao giờ tham gia mấy buổi triển lãm nhỏ sao? Vậy những người ở đấy không biết trẫm. Tốt quá. Sao vậy? Trẫm không muốn dùng thân phận cố tổng để xuất hiện. Trẫm chỉ muốn xuất hiện với thân phận người nhà của nàng. Sao giờ anh nói chuyện kỳ lạ thế? Nếu Tư Di không dẫn trẫm theo, vậy trẫm chỉ có thể ở nhà ngóng mong, đếm ngón tay đợi nàng về thôi. Rồi rồi, tôi dẫn anh theo. Nhưng mà anh phải thành thật cho tôi. Tư Di yên tâm. Tư Di nói gì trẫm sẽ làm cái đó. Phụ sướng phu tùy. Người này hàng ngày làm gì vậy chứ? Đông người ghê. Nhưng mà ở đây so với quốc yến của trẫm vẫn còn kém xa lắm. Đây vốn dĩ là hạng mục quan trọng của Cố thị và Thẩm thị. Chọn đồ tất nhiên phải đến triển lãm. Có rất nhiều người trưng đồ cổ của nhà họ ở đây. Thật ra mục đích của họ là muốn hợp tác với Cố thị các anh. Bọn họ tôn kính trẫm vậy sao? Thật có mắt nhìn. Rồi, vậy anh xem tiếp nhé. Tôi đi bàn chính sự. Thẩm Khanh, đợi đã. Nàng muốn mua gì thì cứ mua. Đây, quẹt thẻ thay trẫm. Đủ không? Đây là hạng mục công ty, tôi không cần. Anh cất đi, đừng như nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi? Nhà giàu mới nổi là ý gì? Không phải trên mạng nói là muốn theo đuổi nữ nhân phải tặng thẻ sao? Trẫm có chỗ nào làm không đúng? Thẩm tiểu thư đến rồi. Cô xem món đồ này thế nào? Màu sắc không tồi. Thẩm tiểu thư, đây đều là hàng thật. Về sau nếu có hợp tác thì đừng quên chúng tôi nhé. Tất nhiên. Thẩm tiểu thư, lâu rồi không gặp. Tống tổng, hôm nay ngài đích thân đến thật vinh hạnh.
Làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, sao hắn lại nắm tay nàng? Đó là nghi lễ giao tiếp, bắt tay thông thường thôi. Trẫm chưa từng thấy nghi lễ nào vô lễ như vậy. Vậy anh không được bắt tay tôi. Giống nhau sao? Là anh không giống, đầu anh có bệnh. Vị này là trợ lý của Thẩm tiểu thư sao? Anh ấy là... Cho là vậy đi. Còn chuyện gì không? Có gì cứ nói, không có gì thì lui xuống. Anh im giùm đi. Tống tổng ngại quá. Hôm nay ngài đích thân đến là có bảo vật gì sao? Thẩm tiểu thư, cô nhìn xem, đây là tranh vẽ Hoàng đế Đại Hy. Người trong tranh sao nhìn có chút quen mắt. Tranh vẽ Hoàng đế Đại Hy, vật này đúng là đáng giá, quý báu quá. Tống tổng có được từ đâu vậy? Thật là có tâm. Thẩm tiểu thư, bức tranh này ta phải tốn rất nhiều công sức mới có được. Tôi dám chắc hôm nay tất cả những món đồ ở đây gộp lại đều không quý giá bằng bức tranh này. Bảo vật của Hoàng đế Đại Hy quả thật khó có được. Từ gì? Bức họa đó là đồ giả. Đồ giả? Đồ giả? Một trợ lý nhỏ như cậu mà có thể nhìn ra đây là đồ giả sao? Trẫm nói đây là đồ giả thì chính là đồ giả. Tôi thấy cậu là tên ngốc mới đúng. Đúng không hả? Thẩm tiểu thư, đừng nghe tên trợ lý này nói năng linh tinh. Bức tranh này rất hiếm đấy. Hơn nữa, tôi cũng mời chuyên gia đến thẩm định qua rồi. Một trợ lý nhỏ không có kiến thức về lĩnh vực này ở đây to mồm làm gì hả? Trẫm chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Bức họa này không thể nào là của Hoàng đế Đại Hy. Nói cho biết mà còn cứng đầu phải không? Được, vậy cậu nói thử xem. Sao lại nói bức tranh này là đồ giả? Bức họa này cấu trúc và đường nét được mô phỏng rất thật, màu sắc cũng không tồi. Nhưng mà đây chỉ là cố ý mô phỏng lại thôi. Một người như ông không nhìn ra cũng rất bình thường. Chứng cứ đâu? Lấy chứng cứ ra đây. Chỉ biết nói mồm, lẽ nào chỉ dựa vào mồm cậu là biết được thật hay giả? Tống tổng làm việc nghiêm nghị, người trẻ tuổi như cậu ở đây nói bừa gì thế? Chuyên gia cũng nói đây là thật. Một trợ lý như cậu có thể nhìn ra đồ thật hay giả sao? Người này rõ ràng nói bừa. Cậu ta biết gì chứ? Cố Cảnh Từ, sao lại nói đây là đồ giả? Ấn chương thật của Hoàng đế thiếu một nét. Lúc còn nhỏ vì chuyện này mà trẫm bị phụ vương đánh cho một trận. Ấn chương thiếu một nét. Mọi người xem, bức họa này ấn chương lại vô cùng hoàn chỉnh. Thấy rõ không? Cậu thì biết gì? Tôi lăn lộn trong giới đồ cổ bao năm qua, chưa từng nghe thấy chuyện như này. Hơn nữa bức họa này còn được gấp rút tạo thành. Người trong tranh là thư đồng lớn lên cùng hoàng đế. Chỉ là đối với người ấy, hoàng đế vô cùng hổ thẹn, vì vậy lực bút không đều. Mực ở bức họa này phải có mực đen dương giải mới phải. Chỉ dựa vào một trợ lý cỏn con, cậu nghĩ mình là hoàng đế thật đấy à? Trẫm đương nhiên biết. Còn trẫm xem bản thân là hoàng đế thật à? Cậu là ai hả? Thẩm tiểu thư, người cô dẫn theo trình độ chỉ có vậy thôi sao? Nghe tin đồn cô cướp hạng mục này từ tay Thiên Thiên tiểu thư. Xem ra tin đồn là đúng, không chuyên nghiệp chút nào. Trình độ của trẫm há nào lại đến một kẻ như ngươi bình phẩm? Nhìn hiểu gì không? Tống tổng, ngài đợi chút. Trẫm nói sự thật, bức họa này, cho dù điều anh nói là thật thì anh cũng không. Thẩm tiểu thư, ý cô là sao đây? Là do ánh mắt mấy người kém cỏi. Tôi thấy hạng mục này vẫn nên để cho người chuyên nghiệp làm đi. Tống tổng, chúng ta là song phương lựa chọn, không phải sao? Chúng tôi có hoài nghi thì có vấn đề gì à? Cô ở đây náo nhiệt thế. Lão Mạnh, ông đến đúng lúc lắm. Mau giúp tôi xem bức tranh này rốt cuộc có phải đồ giả không. Bức tranh này, bức tranh này vừa nhìn đã biết là bản gốc của Hoàng đế Đại Hy, vô cùng giá trị. Ai nói đây là đồ giả? Vẫn là lão Mạnh có mắt nhìn.
Nghe chưa tiểu tử? Biết vị này là ai không? Lão Mạnh. Đây chính là đệ tử đích truyền của Tề lão giới đồ cổ. Ông ấy nói đây là đồ thật thì chắc chắn là đồ thật. Ngược lại là cậu, rốt cuộc là ai mà dám ở đây nói năng bậy bạ hả? Thì ra là thật. Vậy mấy lời cậu ta vừa nói đều là phét lác à? Còn nói vô cùng chắc chắn, suýt chút tôi bị lừa rồi. Nghe nói hạng mục này vốn dĩ là của Thiên Thiên tiểu thư, không phải của Thẩm Tư Di. Giờ xem ra là sự thật. Thẩm tiểu thư, tôi cần cô cho tôi một câu trả lời. Hiểu nhầm? Hiểu nhầm gì? Cô một chút năng lực cũng không có, sao có thể làm người đứng đầu tập đoàn Thẩm thị đây? Nếu hôm nay cô không xin lỗi tôi, vậy tôi sẽ đi chất vấn phía trên. Ai cho phép ngươi nói chuyện với Tư Di như vậy? Cậu là cái thá gì hả? Đợi lát nữa sẽ đến lượt cậu. Đợi đã. Đây là... vị này là sư phụ của tôi. Tề lão. Tề lão, ngài đến thật đúng lúc. Ngài mau xem giúp tôi, bức tranh này rốt cuộc là thật hay giả? Có người nói bức tranh này là giả. Chuyện này đúng là nhục mạ tôi mà. Ngài hãy xem ạ. Là ai nói? Là cậu ta. Thanh niên trẻ, cậu đúng là không tầm thường. Vị này là... giảng bối rất vinh hạnh được gặp Tề tiên sinh. Bây giờ rất ít người biết ấn chương của hoàng đế thật ra thiếu một nét. Cậu còn trẻ như vậy, làm sao am hiểu chuyện này đến vậy? Ấn chương của trẫm, chả lẽ trẫm không biết? Giảng bối đọc sách, ngẫu nhiên thấy thôi. Tốt lắm. Vậy cậu đã thấy bản gốc của bức họa này chưa? Đã vinh hạnh thấy một lần. Chẳng trách, bản gốc của bức tranh này ở trên tranh quả thực có một vết mực rất nhỏ, là do hoàng đế để lại, tượng trưng cho cảm xúc của ngài. Bức tranh này của ông quả thực là giả. Không, đây, tôi tổng vậy mà mua phải đồ giả sao? Thì ra cũng có lúc ông ấy nhìn nhầm. Mất mặt chết mất. Từ khi nào Cố Cảnh Từ lại hiểu những thứ này? Tiểu tử, cậu rốt cuộc là ai? Sao cậu lại biết những thứ này? Trẫm là chồng của Tư Di. Chồng? Chỉ là một người nhà mà đến đây gây náo loạn làm gì? Hình như Thẩm tiểu thư kết hôn với Cố tổng. Vậy người trước mặt chúng ta là Cố tổng? Cố tổng chính là trẫm. Cố tổng, xin lỗi ngài. Ngài xem, tôi đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi không biết là ngài, tôi đáng chết. Ngài đại nhân đại lượng, không chấp tiểu nhân. Ngài đừng tính toán với tôi. Trẫm không cần tính toán với ngươi. Chủ yếu là tôi không biết đó là ngài. Một lũ phế vật. Thiên thiên tiểu thư, cô mau giúp tôi nói gì đó đi. Hai người quen nhau? Không quen. Thiên thiên tiểu thư, sao cô có thể nói vậy? Không phải cô bảo? Câm miệng gì? Ông ấy đem đồ giả đến triển lãm, rốt cuộc có mục đích gì? Là ai sai khiến? Lẽ nào không nên nói rõ hay sao? Nói, ngươi là do ai sai khiến? Là do tôi nhầm lẫn. Tôi không biết đó là đồ giả. Sao ông lại không chuyên nghiệp như vậy? Bảo vệ đâu? Mau đưa ông ta ra ngoài. Đợi đã. Chị còn muốn làm gì nữa? Em biết. Chị muốn đổ chuyện của Tống tổng lên người em. Chứ chuyện này không liên quan tới em. Vậy sao? Anh Cảnh Từ, anh không tin em sao? Loại phụ nữ như cô, trẫm không thể tin. Người này hoàn toàn không giống khi xưa. Sao vậy Tư Di? Không sao. Chỉ là thấy bức tranh này vậy mà là đồ giả, hơi đáng tiếc. Nàng thích sao? Vậy ngày khác trẫm sẽ tìm cho nàng bản gốc của bức họa này. Tư Di,
Sao nàng lại thấy hứng thú với chuyện của hoàng đế Đại Hy như vậy? Bởi vì tổ tiên tôi bắt nguồn từ Đại Hy. Hơn nữa tôi thấy bức họa này. Anh Cảnh Từ, chúng ta đi chơi đi. Anh bận rộn lâu như vậy cũng phải thư giãn chút chứ. Không hứng thú? Sao có thể? Trước khi anh thích đi chơi lắm mà. Tư Duy đi thì Trống đi. Không hứng thú, tôi không đi. Vậy Trống cũng không đi. Vậy tất cả đều không đi. Rốt cuộc đến bao giờ anh Cảnh Từ mới hồi phục lại chứ? Chị à, chị không thấy anh ấy rất muốn đi sao? Vừa nãy anh ấy để giúp chị như thế. Chúng ta cùng đi đi. Tư Duy, hay là... Được rồi. Cái đó Tống Tổng. Cái đó đi chơi về sẽ nói sao? Sao phải gấp gáp làm gì? Đi thôi. Tề lão, giảng bối cáo lui. Hôm nay cảm ơn ạ. Để xem tôi khiến cô xấu mặt thế nào. Thẩm đại tiểu thư, ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy? Chị, hay là chúng ta thi đấu nhé? Không chơi, không hứng thú. Chị à, tôi biết chị không muốn ly hôn với anh Cảnh Từ. Hay là như vậy, chỉ cần tôi thắng, chị phải lập tức ký đơn ly hôn. Thẩm Tư Duy này còn bám lấy Cố Tổng sao? Tôi ấy chưa thấy ai mặc dày như cô ta. Cố Tổng vốn dĩ không yêu cô ta. Một đứa xấu xí chỉ có thể tự tin vậy thôi. Thật nực cười. Mau ly hôn cho xong đi. Làm cố phu nhân cô ta xứng sao? Chị chơi không? Không chơi. Không lẽ chị sợ sao? Chị nghe rồi đó. Chị không xứng ở bên anh Cảnh Từ. Muốn ly hôn thì lúc nào ly cũng được. Nhưng mà chơi cái này tôi không có hứng thú. Thật sao? Anh Cảnh Từ, anh nghe thấy không? Chị ta gật đầu rồi. Hai người mau ly hôn đi. Cô muốn thi đấu đến vậy à? Nếu cô thua thì sao? Sao có thể thua đứa? Thua thì thua thôi. Còn có thể thế nào? Anh Cảnh Từ, anh yên tâm. Em nhất định sẽ thắng. Để cô ta phải ly hôn, rồi không bám lấy anh nữa. Nếu đã đánh cược thì cô cũng phải trả giá gì đó chứ. Anh Cảnh Từ, anh nói xem chơi thế nào? Không phải cô luôn dùng thân phận phó tổng ức hiếp Tư Duy sao? Hay là đánh cược cái đó đi. Sao cơ? Nếu cô thua, cô phải nhận lại chức vụ phó tổng cho Tư Duy. Anh Cảnh Từ, không phải cô nắm chắc phần thắng lắm à? Không chơi được thì đừng chơi. Ai không chơi được? Tôi còn sợ thua một đứa nghèo hèn chưa từng cầm cung như cô sao? Quyết đoán lắm. Anh Cảnh Từ, vậy em đi chuẩn bị. Anh yên tâm, em nhất định sẽ thắng. Chơi vui không? Vui mà. Tư Duy, em có ý gì? Rõ ràng anh biết tôi không biết chơi. Nếu muốn ly hôn, chúng ta có thể đến cuộc dân chính ngay bây giờ. Anh cần gì phải làm như thế? Nhưng mà chơi cái này mới đúng là phong cách của anh. Phong cách của Trẫm? Phong cách của anh không phải lấy tôi ra làm trò cười lắm sao? Anh nói thật cho tôi biết, đầu anh có phải khỏi rồi không? Đầu Trẫm vẫn luôn bình thường mà. Chị à, nhanh lên. Cậu đứng đó làm gì? Không phải chị sợ rồi chứ? Giờ nhận thua, ngoan ngoãn đi lĩnh sổ ly hôn thì có thể tránh được cảnh làm trò cười đó. Chị à, vị trí cố phu nhân phải là của tôi. Chị mau chóng giao vị trí đó cho tôi đi. Không hổ là Thẩm đại tiểu thư, với trình độ này có thể tham gia thi đấu luôn rồi. Một tên dòng chính, tôi thấy có người sợ là chơi không nổi. Chị à, đến chị rồi. Chị à, không phải thấy vừa nãy bản thân lợi hại lắm sao? Sao vẫn chưa bắt đầu? Nhìn cô ta xem, căn bản không biết chơi. Thẩm Tư Xuyên, tôi khuyên cô sớm bỏ cuộc, rồi nhanh chóng ly hôn với Cố Tổng đi. Mọi người xem, bộ dạng cô ta buồn cười quá. Tôi phải chụp lại. Bình thường các ngươi đều đối xử với Tư Duy như này sao? Anh Cảnh Từ, câm miệng. Tên anh Cảnh Từ, anh không thể giúp chị ta, thế là phạm luật. Bình thường Tư Duy bận rộn công việc, tất nhiên phải chỉ dạy, để Trẫm cho nàng làm quen trước. Chuyên tâm chút. Kéo cung.
Học được rồi chứ? Tư duy của Trẫm thông minh thế, nhất định sẽ học được. Chị à, nhanh lên, đến lượt chị rồi. Dòng dòng 10, không phải không biết chơi sao? Thâm tàng bất lộ à? Cái này rõ ràng tôi chỉ chơi một lần, vậy mà không thể. Không thể? Có gì mà không thể? Nếu không cô cứ bê bia lại đây, tự mình nhìn kỹ lại xem. Thẩm tiểu thư, cô thua rồi. Em không có, vận khí cô ta tốt thôi. Chúng ta đấu lại. Cho dù do vận khí thì cũng là thẩm khanh của trẫm, tâm địa thiện lành, trời cao có mắt phù hộ. Nếu cô đã thua rồi thì nên tự suy xét bản thân mình đi, bớt làm mấy chuyện độc ác ngu xuẩn lại. Chuyện này trách em. Không lẽ trách trẫm? Thua chính là thua. Từ nay về sau, vị trí phó tổng thẩm thị chính là của Tư Di. Không được, cô ta chỉ là một đứa con gái bị thẩm gia dứt bỏ. Dựa vào gì được làm phó tổng? Vị trí đó là của em. Từ xưa địa vị cao đều cho người tài giỏi, có Tư Di làm phó tổng đó là phúc khí của thẩm thị. Anh Cảnh Từ, cứ vậy đi. Nếu còn có ý kiến, trẫm sẽ tự thương lượng với ba cô. Tư Di, chúng ta đi nghỉ ngơi. Đáng chết, rốt cuộc Cố Cảnh Từ bị sao vậy? Sao giờ lúc nào cũng bảo vệ tiện nhân Thẩm Tư Di kia? Thẩm tiểu thư sao thế? Cố nhị thiếu sao trở về rồi? Tôi về là có mục đích của tôi. Nhưng mà cũng giống cô, mục tiêu là muốn Thẩm Tư Di và Cố Cảnh Từ ly hôn. Anh định làm thế nào? Tôi đã chuẩn bị hết cho cô rồi. Nhưng mà gần đây anh Cảnh Từ luôn ở bên bảo vệ Thẩm Tư Di. Tôi làm vậy lỡ như... 3 năm qua, người ở bên cạnh anh ấy là cô. Người trong tim anh ấy cũng là cô. Có lẽ cô cũng điều tra rồi, hành vi thất thường của anh ấy là do vết thương trên đầu. Nếu không, Thẩm Tư Di lấy gì để cạnh tranh với cô? Nói cũng đúng. Được. Anh trai, em về rồi đây. Những ngày tháng sau, anh khó sống rồi. Tư Di đi bàn công chuyện không dẫn theo trẫm, sợ trẫm làm hỏng chuyện của nàng ấy. Anh Cảnh Từ. Cô lại đến làm gì? Anh Cảnh Từ, em biết dạo gần đây anh xa lánh em là vì vết thương trên đầu. Nhưng cho dù anh có làm gì, em vẫn luôn ủng hộ anh. Không cần đâu, cô chỉ cần tránh xa trẫm ra là được. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến chị gái thì sao? Cô lại muốn nói gì cô ấy? Thẩm Thiên Thiên, trẫm cảnh cáo cô, cô không có tư cách chỉ trích Tư Di. Anh Cảnh Từ, anh hiểu lầm rồi. Em chỉ muốn nói với anh chuyện trước đây của chị thôi, về người chị ấy từng yêu và lý do chị ấy cưới anh. Ý cô là sao? Sở dĩ chị gái em cưới anh chẳng qua là muốn mượn thế lực của nhà họ Cố để đứng vững ở công ty thôi. Chị ấy... Trẫm không hỏi cái này. Cô ấy thích ai vậy? Anh chỉ quan tâm cái này sao? Anh uống đi, rồi em nói cho. Đây là gì vậy? Anh Cảnh Từ, đây là rượu vang mà trước đây anh thích nhất, khó khăn lắm em mới tìm được. Anh thử đi. Cô uống trước đi. Được. Hồi trước, lúc chị gái em học đại học, có mối quan hệ tốt với một đàn anh. Bọn họ... Thẩm Thiên Thiên, cô đã bỏ thứ gì vào rượu vậy? Anh Cảnh Từ, do anh mệt thôi, để em đỡ anh đi nghỉ. Đợi tôi gạo nấu thành cơm rồi, để xem Thẩm Tư Di còn sống chết không chịu ly hôn nữa không. Tư Di. Đàn anh, anh đang ở nước ngoài mà, sao lại về đây rồi?
Anh nghe nói ông nội bị bệnh nên về thăm ông. Tư Di, lâu rồi không gặp, em vẫn đẹp như xưa. Đàn anh giỏi nói ngọt quá. Em đang làm gì vậy? Lúc nãy Cố Cảnh Từ còn ở đây, quay lại đã không thấy đâu nữa. Tư Di, anh thấy anh ấy sao? Anh biết hai người đã cưới, nhưng anh ấy... Anh ấy làm sao? Anh thấy anh ấy lên lầu cùng Thẩm Thiên Thiên. Thẩm Thiên Thiên còn cầm theo thẻ phòng. Chắc là... Tuy hai người sắp ly hôn, nhưng anh ấy làm vậy đúng là quá đáng. Xem ra là thực sự ổn rồi. Tư Di, đàn anh, anh đi cùng em đi. Nếu đúng là thật, em sẽ lập tức ly hôn. Được. Anh Cảnh Từ, đừng sốt ruột, nhất định... Trẫm không sốt ruột. Người nên sốt ruột là cô đó. Anh mới hỏi rồi, Thẩm Thiên Thiên thuê phòng 2628. Anh kêu họ đem thẻo phụ tới rồi. Phòng này đúng không? Đúng. Cố Cảnh Thụy, sao ngươi lại ở đây? Đại ca làm gì vậy? Làm gì sao? Trẫm chỉ hận không lục được da ngươi. Cố Cảnh Từ, anh điên rồi sao? Đàn anh không sao chứ? Em gọi hắn là gì? Đàn anh sao? Không lẽ... Hồi trước lúc chị gái học đại học, có mối quan hệ tốt với một đàn anh. Bọn họ... Hai người có quan hệ gì? Bọn em có quan hệ gì? Không lẽ anh không biết sao? Em còn chưa hỏi anh đâu. Anh ở đây làm gì? Chuyện nhỏ thôi. Trẫm xử lý xong rồi. Xử lý xong rồi sao? Anh nhanh vậy sao? Chứ sao nữa? Để trước mặt thì trẫm còn nhanh hơn. Nhanh hơn sao? Không ngờ là yếu sinh lý. Đáng lẽ phải lên sớm hơn. Tư Di, trẫm mệt rồi. Hồi phủ thôi. Khoan đã. Chuyện gì? Sao đại ca vội về quá vậy? Lúc nãy em thấy anh đi cùng Thẩm Thiên Thiên mà. Cô ta đâu? Cô ta. Tư Di, đại ca, dù hai người sắp ly hôn, anh cũng không thể trắng trợn như vậy. Anh làm vậy thì để mặt mũi Tư Di và nhà họ Cố ở đâu? Mặt mũi Tư Di và nhà họ Cố không tới lượt ngươi phải lo. Trẫm và Tư Di cũng sẽ không ly hôn. Anh công khai ngoại tình mà Tư Di sẽ tha thứ sao? Hình như ngươi rất mong trẫm ly hôn. Đó là mục đích của ngươi sao? Ngươi muốn đục nước béo cò hay là có ý đồ khác? Em cũng họ Cố, sao có ý đồ gì được? Hơn nữa, Cố Cảnh Từ, anh là đồ cầm thú. Tư Di, em đừng giận quá. Anh hai chỉ như mọi người đàn ông khác. Anh làm gì vậy anh hai? Trẫm có thể giải thích không? Cố Cảnh Từ, tốt nhất anh giải thích cho rõ, không thì vụ này tù ít nhất 3 năm đó. Tư Di, anh hai và Thiên Thiên giỡn thôi. Im lặng đi. Nói đi. Tư Di, cô ta bỏ thuốc trẫm trước, định phá sự trong sạch của trẫm, nên trẫm mới ra tay. Hai người bên nhau lâu nay thì trong sạch gì nữa? Ngươi. Tư Di, trẫm và cô ta thực sự không làm gì hết. Nếu em vẫn không tin thì có thể kiểm tra thân thể. Anh đứng đắn chút đi. Ai thèm kiểm tra anh? Trẫm rất đứng đắn. Đừng nghe anh ta. Anh ta không phải anh Cảnh Từ. Đừng nghe anh ta. Anh ta không phải anh Cảnh Từ. Cái gì? Cái gì? Anh ta nói em nhiều lần gài bẫy chị, muốn dạy dỗ em, nên ném em lên giường rồi trói lại. Anh Cảnh Từ sẽ không làm vậy với em. Anh ta không phải anh Cảnh Từ. Cứ tưởng có phát hiện gì sốc hơn, quá ra chỉ là yêu quái quá đi. Ăn nói lung tung. Trẫm không ức hiếp phụ nữ trẻ em. Tôi bị như vậy mà kêu không ức hiếp sao? Do cô ra tay trước. Trẫm chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Phòng vệ chính đáng sao? Mới tra xong. Nói chuẩn đúng không? Thứ này dùng thích ghê. Xem ra không có chuyển biến tốt, mà bệnh còn nặng hơn nữa. Tư Di, trẫm mệt rồi, chúng ta hồi phủ đi. Tư Di, tuy lần này không xảy ra chuyện gì, nhưng họ mập mờ lâu nay rồi, em nuốt trôi được sao?
Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện riêng của bọn ta. Liên quan gì tới ngươi? Em là đàn anh của Tư Di, đương nhiên cũng không muốn cô ấy bị ức hiếp. Anh bị điên sao? Đàn anh cái gì? Đó là chị dâu ngươi. Hôm nay trẫm sẽ dạy ngươi thế nào là quy củ. Anh điên rồi sao? Cố Cảnh Từ, Cố Cảnh Từ. Trẫm, sao lại vào quán y nữa rồi? Trẫm bây giờ thật đúng là kẻ vô dụng. Cô cứ yên tâm, chấn động não lần trước tới giờ đã ổn rồi, lần này không vấn đề gì hết. Không vấn đề sao? Vậy sao anh ấy lại ngất xỉu? Có thể là sức khỏe Cố tổng quá yếu. Nhìn anh ấy cao to vậy thôi, nhưng cơ thể yếu lắm. Anh yếu thì có, cả nhà anh đều yếu. Vậy lần này ngất xỉu có liên quan gì đến chấn động não lần trước gây bất hòa nhận thức hay không? Cũng có thể. Có thể lần này tỉnh lại, đầu óc anh ấy sẽ tỉnh táo. Vậy sao? Làm phiền anh rồi. Không có gì, tôi đi trước đây. Nếu anh tỉnh lại, tôi có nên chúc mừng không? Hành động và lời nói của trẫm đúng là có hơi khác người. Chẳng trách Tư Di nghĩ trẫm bị điên. Để không làm nàng ấy lo, trẫm nên giả làm người hiện đại mới được. Anh tỉnh rồi sao? Anh biết tôi là ai không? Biết. Em là vợ của anh. Anh nói gì? Vợ. Bác sĩ, hình như bị nặng hơn rồi. Bác sĩ. Trẫm nói sai rồi hay sao? Người hiện đại gọi như vậy mà. Anh ổn rồi sao? Vậy em yên tâm rồi. Anh hai, đừng căng thẳng vậy. Chúng ta trưởng thành rồi, đừng hở ra là dùng nắm đấm như hồi còn nhỏ, được không? Có gì thì nói đi. Nếu là chuyện ly hôn với Tư Di thì miễn bàn. Tại sao? Anh gọi em về là để giải quyết chuyện này mà. Ta kêu ngươi về sao? Chẳng phải hồi đó anh nói cưới Tư Di chỉ để ông nội vui sao? Giờ có quyền thừa kế rồi, anh muốn ly hôn cưới Thẩm Thiên Thiên, sợ Tư Di bám lấy anh nên gọi em về để khuyên cô ấy mà. Hóa ra chủ của thân thể này là một tên khốn, toàn gây rắc rối cho trẫm. Lần trước ở quán bar, em cũng muốn phối hợp với anh để khuyên cô ấy. Lời nói trước đây coi như tôi chưa từng nói. Tôi sẽ không ly hôn với Tư Di. Tại sao? Em biết rồi, anh sợ bây giờ ly hôn ông nội sẽ rút quyền thừa kế nên cố ý diễn phải không? Trẫm không. Anh hai, em cũng muốn giúp anh, nhưng Tư Di là người chứ không phải đồ chơi của anh. Anh nghe em khuyên một câu, ly hôn sớm đi. Tư Di, em tới lâu chưa? Vừa rồi. Tư Di, đừng nghe hắn nói. Cố tổng, không cần giải thích, trong lòng tôi hiểu mà. Em còn có việc, đi trước đi. Tư Di, Tư Di, Tư Di, sớm muộn ta cũng xử lý ngươi. Tư Di, ai xử lý ai còn chưa biết đâu. Tư Di, chuyện không như nàng nghĩ đâu, nghe trẫm giải thích đã. Trẫm sẽ không ly hôn với nàng. Thôi, đằng nào sau này cũng ký. Nàng có đang nghe trẫm nói không? Đang nghe đây, anh nói đi.
Những lời vừa nãy đều là Cố Cảnh Thủy cố ý chia rẽ. Hắn muốn nàng hiểu lầm để nàng ly hôn với ta. Tôi biết Cố Cảnh Thủy là do anh tìm về để giúp anh mà. Ý Trẫm không phải như vậy. Hắn muốn chia rẽ chúng ta. Hắn muốn... Sao hắn lại làm vậy? Tư Di, có phải hai người trước đây... Cố Cảnh Từ, tôi và đàn anh chỉ là bạn bè bình thường. Anh tưởng ai cũng như anh sao? Có vợ còn ngoại tình, đừng tưởng ai cũng dơ bẩn như anh. Trẫm không nói nàng, ý Trẫm là... Không cần giải thích nữa, tôi biết mà. Anh không ly hôn với tôi vì dướng ông nội mà. Vậy chúng ta trao đổi đi. Anh giúp tôi hoàn thành dự án phục sắc ngàn năm. Sau khi thành công, nó cũng giúp anh đứng vững hơn ở công ty. Sau đó tôi tự nói với ông nội, chúng ta ly hôn hòa bình. Tư Di, đây là cách duy nhất chung sống hòa bình với anh mà tôi nghĩ ra được. Tôi là diễn kịch, nhưng cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. Để cảm ơn, tôi sẽ không bám lấy anh nữa. Nhưng mà Tư Di, Tiểu Trần Tử, điều tra Cố Cảnh Thụy đi. Tra hết cửu tộc, toàn bộ chi tiết. Trẫm muốn biết hết. Cửu tộc sao? Vậy chẳng phải ngài... Cố Cảnh Thụy, dù ngươi có mục đích gì, trẫm cũng không để ngươi như ý đâu. Tư Di, sao nàng thà tin người khác chứ không tin Trẫm vậy? Khóc gì chứ Thẩm Tư Di? Dù anh ta thật sự hay giả vờ bị di chứng thì lòng mày biết rõ mà. Sớm muộn cũng có ngày kết thúc. Một người rất tốt, đáng tiếc chỉ là giả. Kể từ hôm nay, tôi sẽ coi như anh đã chết. Tư Di, Tư Di, giận thì cũng có mức độ thôi. Một mình ngồi trong phòng nổi nóng không tốt cho sức khỏe đâu. Nàng có giận gì thì cứ trút lên đầu Trẫm nào. Tôi đâu có giận. Tôi không giận. Nàng chơi kiểu đó đúng không? Có tin là Trẫm? Nàng có tin Trẫm? Mất điện thôi mà, la hét cái gì? Ai la hét? Nàng nghe nhầm rồi. Đáng chết. Không phải chứ, không ngờ anh lại sợ tối. Ai nói vậy? Nàng đừng tùy tiện bôi nhọ Trẫm. Vậy sao? Trẫm sợ tối, bật đèn đi. Nàng làm gì vậy?
Điện thoại sắp hết pin rồi, tôi đi tìm đến. Khoan đã, để trẫm đi cùng nàng. Giờ đã đỡ hơn chưa? Giờ đỡ nhiều rồi. Thật sự không ngờ anh Đường Đường là vua mà lại sợ tối. Nếu để các đại thần biết. Nói bậy gì vậy? Trẫm không sợ tối. Khoan đã, nàng vừa mới nói gì? Tôi nói lần đầu ở ngự phòng nhìn thấy trẫm sợ tối, nàng cũng nói như vậy. Từ gì, nàng nhớ được gì rồi phải không? Tôi... sao tôi nhớ ra được gì chứ? Tại ngày nào anh cũng tự xưng là trẫm, coi tôi như người hầu đó. Vậy sao? Chứ sao nữa. Không thể vì mơ một giấc mơ kỳ lạ mà nghĩ mình là người trong giấc mơ đó được. Không sao, không nhớ ra cũng không sao. Để trẫm kể chuyện cho nàng. Anh muốn làm gì nữa? Đêm còn dài, không ngủ được. Trẫm kể chuyện thú vị cho nàng được không? Không. Liên quan tới Đại Hy, có lẽ sẽ giúp được cho dự án của nàng. Không nghe cũng uổng. Anh nói đi. Hạ thấp xuống. Cảnh đế Đại Hy, họ Cố, tên Cảnh Từ. Không đúng. Họ của vua Đại Hy đúng là họ Cố, nhưng trong lịch sử vẫn còn chút tranh luận về tên của vị vua này. Sao anh lại... Tôi im. Kể tiếp đi. Cố Cảnh Từ là con trai trưởng, nhưng từ nhỏ đã không hiểu đạo làm vua, còn khoe mình thấu hiểu lòng người. Nhưng không ngờ một bước sai lầm nên bại dưới tay kẻ khác, còn đánh mất người quan trọng nhất đối với hắn. Alo. Cái gì? Mẹ tỉnh rồi sao? Anh không sao chứ? Không sao. Trẫm đi cùng nàng, nhân tiện khám eo luôn. Hay là anh đợi lấy số đi. Tôi đi một mình là được. Trẫm không sao. Trẫm không đau. Không sao thật mà. Dù sao mẹ tôi cũng không biết anh. Tôi đi một mình được rồi. Kết hôn một năm mà lại chưa gặp nhạc mẫu lần nào. Không quen càng tốt. Trẫm có thể tranh thủ thể hiện. Trước đây là trẫm không đúng. Nhạc mẫu là bị... Mẹ tôi vì một tai nạn y tế 10 năm trước nên não bị tổn thương. Giờ phải nằm viện trường kỳ, lúc mê lúc tỉnh. Mấy năm nay thời gian tỉnh táo ngày càng giảm. Cũng không biết. Nàng yên tâm, nhạc mẫu ở hiền gặp lành, nhất định sẽ khỏe lại. Xin nhận lời chúc của anh. Nhưng lát nữa anh vô đó nhớ phải nói chuyện có chừng mực nha. Đừng có làm cho bà ấy kích động. Trẫm không chừng mực sao? Chứ chẳng lẽ có. Trẫm sẽ chú ý. Đi thôi. Đi đâu cũng gặp tên khốn đó vậy. Mẹ, con tới rồi sao? Mẹ và Tiểu Cố đang nhắc tới con đó. Đàn anh, em thực sự không ngờ anh lại đến thăm mẹ của em. Hồi còn ở nước ngoài, anh vẫn luôn nhớ cô Diệp, nên nay mới đến thăm. Không ngờ đúng lúc cô Diệp tỉnh lại. Đúng vậy, đó là lý do. Tiểu Cố là thần may mắn của mẹ đó. Hai người mới nói gì về con vậy? Chắc là do cô ấy nhớ nhầm nên còn hỏi anh chừng nào chúng ta cưới nhau. Người nói cái gì? Lại muốn ăn đòn đúng không? Anh điên rồi sao? Do con nóng nảy làm nhạc mẫu sợ rồi.
Tư Di, đây là bạn con sao? Đây là... Con là Cố Cảnh Từ, là chồng của con gái người. Thành thân một năm, chưa đến chào hỏi nhạc mẫu, mong nhạc mẫu thứ tội. Mẹ, mẹ quên rồi sao? Con kết hôn từ một năm trước rồi. Cô Diệp, tên đần này là anh họ con, cũng là chồng Tư Di, có quy tắc không vậy? Gọi đại tẩu. Quá ra là vậy. Vậy cậu, cậu miễn lễ bình thân đi. Tạ ơn nhạc mẫu khoan dung. Tư Di, anh sao vậy? Đau. Chàng trai này lễ phép quá. Tư Di, cậu ấy bị sao vậy? Thân trên không khỏe hay là thân dưới không khỏe? Sao mẹ thấy chỗ nào cũng không ổn vậy? Anh, để em đi lấy số cùng anh, để Tư Di nói chuyện riêng với mẹ. Ngươi, anh đi đi, để lâu không chữa được đâu. Đi thôi, Nhạc. Anh hai. Mình nên đến khoa não trước hay sang khám năm khoa trước? Em thấy anh cần khám năm khoa gấp hơn đó. Cố Cảnh Thụy, hôm qua ngươi cố ý để Tư Di nghe những lời kia, hôm nay lại tới thăm mẹ của Tư Di, ngươi có mục đích gì? Anh hai nói vậy là sao? Em thì có, ta không quan tâm đó là gì, nhưng cứ nhắm vào ta, đừng nhắm vào Tư Di. Em có ý đồ gì với cô ấy đâu? Thật ra dù em làm gì cũng không bằng một phần dạng so với những gì anh đã làm. Ngươi, anh là đàn anh cô ấy. Lúc cô ấy vừa học vừa làm để kiếm tiền trả viện phí, em thường tới thăm cô Diệp giùm cô ấy. Hôm nay cũng chỉ đơn thuần là tới hỏi thăm thôi. Còn anh, ta thì sao? Nếu thực sự quan tâm Tư Di thì tránh xa cô Diệp đi, tránh làm cô ấy nhớ tới chuyện không vui. Ý ngươi là sao? Ý trên mặt chữ, anh cứ từ từ mà ngẫm. Đúng rồi, cô Diệp từng bị phấn hoa. Lần sau anh muốn giả đò nịnh nọt thì nhớ đừng tặng hoa. Có chuyện đó sao? Sao Tư Di? Thẩm Khanh không nói với trẫm, vì hoàn toàn không tin trẫm thật lòng muốn đến thăm. Tiểu Trần Tử, đang điều tra rồi, sắp tra xong gia phả của ngài rồi. Đừng tra nữa, giúp tôi điều tra lý do bệnh của mẹ Tư Di và tình hình ở viện mấy năm nay của bà ấy. Toàn bộ chi tiết trẫm muốn biết hết. Sao Cố tổng không hỏi phu nhân luôn? Nếu hỏi thẳng được, trẫm còn nhờ ngươi làm gì? Tư Di, con thật sự muốn ly hôn hay sao? Con và anh ấy không có tình cảm gì, ly hôn là chuyện sớm muộn thôi, giờ chỉ là đang tạm quản. Mẹ, mẹ đừng lo, con biết phải làm gì mà. Được rồi, con trưởng thành rồi, tự tính toán được. Mẹ thấy Cảnh Thụy được đó, hồi con học đại học cũng... Không lẽ Tư Di không thích trẫm thật? Trẫm sai rồi, trẫm đã quá tự phụ, cho rằng Tư Di vẫn yêu trẫm như ở kiếp trước. Chỉ cần trẫm quay đầu lại, nàng ấy sẽ luôn đợi trẫm. Nhưng nàng ấy lại thích Cố Cảnh Thụy, không lẽ là thiên đạo luân hồi, báo ứng của trẫm tới rồi? Nhưng nàng ấy từ thích trẫm sang thích Cố Cảnh Thụy, tiêu chuẩn hạ thấp tới vậy sao? Không được, trẫm phải tìm Tư Di hỏi cho rõ. Tổ phụ, chuyện gì vậy? Con đang ở bệnh viện sao? Dạ. Mẹ của Tư Di, con gặp mẹ Tư Di rồi sao? Đúng vậy, lập tức về ngay. Sau này không được tới bệnh viện nữa, cũng không được gặp mẹ Tư Di nữa. Sao vậy? Con mau về nhà đi. Tổ phụ đừng nóng, con về liền đây. Mẹ, con không thích Cố Cảnh Thụy.
Mẹ đừng gán ghép lung tung. Vậy con thích Cố Cảnh Từ sao? Nhưng anh ấy không thích con. Lúc nãy mẹ thấy cậu ấy thể hiện rất tốt, cũng thật lòng thích con mà. Mẹ à, do não của anh ấy có vấn đề, lỡ hôm nào lại lên cơn thì sẽ biến thành như trước đây. Sao con phải dốc lòng yêu để có hạnh phúc ảo chứ? Con bé này, đừng để mình bị ấm ức là được. Chạy đi đâu mất rồi? Gọi cũng không bắt máy. Anh Cảnh Từ quá đáng thiệt, ra tay nặng quá. Bác sĩ, cho hỏi anh có khám cho người nào tên Cố Cảnh Từ không? Không có. Chị đang tìm anh Cảnh Từ sao? Không cần tìm đâu. Anh Cảnh Từ nghe nói em tới bệnh viện thì lo quá, nên dẫn em vào khám. Bây giờ đi lấy thuốc giùm em rồi. Không nói tiếng nào đã đi. Hóa ra là dì Thẩm Thiên Thiên. Chị à, thời gian này anh Cảnh Từ có hơi khác lạ, nhưng đó cũng là vì não anh ấy tổn thương. Anh ấy yêu mình em thôi, chị đừng có cố chấp nữa. Chứ không, mai mốt ly hôn, chị sẽ khổ lắm đó. Không cần cô nhắc nhở. Thẩm Tư Di đi rồi, chắc là tin rồi đó. Anh có chắc làm như vậy là họ sẽ ly hôn không? Làm như vậy chỉ để khiến Thẩm Tư Di chết tâm luôn. Muốn khiến họ ly hôn thì phải làm ông nội chết tâm với Thẩm Tư Di. Được. Tiệc đầu tư tối nay tôi sẽ tặng quà lớn cho Thẩm Tư Di. Chị à, tiệc đầu tư sao lại tới trễ vậy? Như vậy sao ba yên tâm giao dự án quan trọng cho chị được? Dự án lần này cô đâu có tham gia. Cô tới đây làm gì vậy? Em cũng là thành viên nhà họ Thẩm. Lỡ dự án có vấn đề thì nhà họ Thẩm và họ Cố sẽ mất mặt. Không cần cô phải lo. Chị à, lỡ dự án có sai sót thì chị biết làm sao đây? Lúc đó đừng nói người phụ trách, mà cả nhà họ Thẩm đều không chứa chị đâu. Không thể có sai sót được. Càng tự tin thì thua càng thảm. Vậy để xem ai thảm hơn. Nói chuyện từ nãy tới giờ rồi mà chưa thấy anh Cảnh Từ đâu. Quá ra là không đi cùng với chị, không đi cùng tôi, và cũng đâu có đi cùng cô. Thẩm Thiên Thiên, xem ra trong lòng Cố Cảnh Từ cô không quan trọng tới như vậy. Cô chỉ đang tự đa tình thôi. Thẩm Tư Di, rồi sẽ có ngày anh Cảnh Từ vì tôi mà đạp chị dưới chân, khiến cho chị đáng thương như lúc trước. Sao chị dám hắt nước vào tôi? La hét cái gì? Để mọi người thấy một ả tiểu tam đang nói sằng bậy sao? Chuyện mất mặt như vậy mà cô nói như dễ dàng lắm. Thẩm Thiên Thiên, tôi thấy người tội nghiệp là cô đó. Chị gì mà chị? Mau cút đi, nếu không lần sau tôi không chỉ hắt rượu đâu. Thẩm Tư Di, chị cứ đợi đó. Cô Thẩm, uống một ly đi. Thẩm Tư Di, để danh tiếng chị ô uế, để xem ông nội có thèm để mắt tới không. Vị trí Cố phu nhân chỉ có thể là của tôi. Không thèm nể mặt chúng tôi sao? Cô Thẩm, tôi dự án được nhà họ Cố hỗ trợ, nhưng vốn của nhà họ Thẩm. Cô muốn thuận lợi hoàn thành dự án thì phải nhờ vào chúng tôi. Cậu Vũ Châu, cậu chủ Hạ, vậy ly này tôi xin mời hai anh. Vậy mới đúng chứ. Nào, thêm một ly nữa. Cậu chủ Châu, cậu chủ Hạ, lát tôi còn có việc, để hôm khác uống sau. Cô Thẩm, làm vậy cục hứng quá. Nếu giờ chúng tôi rời khỏi đây
thì tiệc đầu tư có diễn ra được nữa không? Cậu chủ Châu, chắc anh đang giỡn đúng không? Thực ra thì vẫn còn một cách, đó là hầu hạ tôi và cậu chủ Hạ thoải mái. Châu Thị sẽ đầu tư mạnh vào cho cô. Cô Thẩm, khuôn mặt và dáng người cô đều đẹp, chơi cùng chúng tôi sẽ được lợi nhiều lắm. Tôi đã kết hôn rồi. Nè, cố tổng không hề yêu cô. Hôn nhân của cô chỉ là trò chơi. Nghe nói cô còn sống ở nhà họ cố, còn thua cả bảo mẫu. Đúng đó, ai chẳng biết cố Cảnh Từ yêu em gái cô, một lòng muốn ly hôn với cô. Thấy sao? Suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng đụng vào tôi. Kẻ nào dám? Mày là ai vậy? Cút. Giỡn mặt tao hả? Tao nhắc lại. Cút. Cứ đợi đó cho tao. Thẩm Tư Di, rồi cô sẽ phải cầu xin tôi. Đi. Tư Di. Tư Di. Nàng biết nguy hiểm là gì không? Nếu vừa rồi trống không tới kịp thì nàng sẽ ra sao? Tôi có đề phòng. Đề phòng sao? Đề phòng của nàng là để cho chúng sàm sỡ sao? Không liên quan tới anh. Sao lại không liên quan? Nàng là thê tử của trẫm. Thê tử sao? Cố Cảnh Từ, chúng ta sắp ly hôn rồi. Bây giờ mọi quyết định của tôi không cần anh nhúng tay vào. Vậy nàng muốn trẫm trơ mắt nhìn bọn khốn kia sàm sỡ nàng sao? Trẫm chỉ hận không thể chặt tay chúng. Vậy chứ anh muốn tôi làm gì? Cố Cảnh Từ, tôi không phải anh, sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì cũng có được ngay. Tôi cũng không phải Thẩm Thiên Thiên, được Thẩm Chính Dĩ bảo vệ. Tôi muốn thứ gì đó, sao lại khó đến vậy chứ? Một là phải cúi đầu, hai là phải giả ngu. Từ gì? Trẫm từng nói, nàng muốn gì, trẫm cũng sẽ cho nàng mà. Anh có phải đã quên rồi không? Sở dĩ Thẩm Thiên Thiên đối xử như vậy với tôi là vì có anh bảo kê cho. Nhưng trẫm, có cần tôi nhắc cho anh, anh đã từng làm những gì không? Thiên Thiên, nào. Thẩm Tư Di, còn dám ra tay với Thiên Thiên, tôi sẽ phá mọi thứ của cô. Nghe rõ chưa? Cô vẽ sao? Đúng vậy, vẽ thứ này thì có ích gì? Nói cho cô biết, ngày nào tôi còn sống thì Thẩm Thị chỉ có thể thuộc về Thiên Thiên. Đừng tưởng cô cưới tôi là sẽ có được mọi thứ. Cô xứng sao? Có xứng không? Tư Di, đó không phải trẫm. Tôi mặc kệ anh ngu thật hay là ngu giả, nhưng mọi thứ cũng có lúc phải kết thúc. Tôi chỉ mong rằng anh đừng nói với tôi những lời hứa suông nữa được không? Tư Di, nàng đừng khóc. Trẫm có thể giải thích, trẫm sẽ chứng minh với nàng. Đi đi. Tư Di. Anh đi đi. Trẫm. Tư Di. Kiếp trước Thẩm Khanh vì trẫm mà chết, kiếp này lại đối xử như vậy với Tư Di, trẫm nợ Thẩm Khanh, sợ là kiếp này cũng không trả hết. Tuy nàng không tin, nhưng trẫm có thể hành động. Để nàng biết có trẫm ở đây thì nàng luôn có chỗ dựa, không phải ấm ức nữa. Thằng kia, mày dám đánh tao, có biết tao là ai không? Ngươi là ai? Nghe cho kỹ đây, tao họ Châu, người của nhà họ Châu. Ta không biết, giờ tao đấm chết mày là mày sẽ biết thôi. Nói nhỏ thôi, Tư Di nhà ta đang ngủ đó. Mày coi tao là gì vậy? Mày tên gì? Trẫm. Trần. Người có máu mặt ở đây hình như không có ai họ Trần. Cái thằng này ở đâu ra vậy? Cướp người của tao còn dám đánh tao, chán sống phải không? Các ngươi sàm sỡ Tư Di, trẫm còn chưa tính sổ với các ngươi, mà các ngươi đã tự dâng tới cửa. Một người phụ nữ thôi mà, ở đây ai mà chẳng biết Thẩm Tư Di sống chết muốn cưới Cố Cảnh Từ chứ. Ai ngờ Cố Cảnh Từ lại ghét cô ta. Tao chơi cô ta là nể mặt cô ta đó. Trẫm chưa từng ghét Tư Di. Ai nói mày đâu? Các anh em, lên. Mày nên ra ngoài hỏi thăm xem thằng này là ai chứ. Ở đây ngoài nhà họ Cố ra thì nhà tao không sợ ai đâu. Vừa hay trẫm cũng đang muốn vận động. Các vị không được đánh nhau. Cậu chủ Châu, có chuyện gì sao? Quản lý kiểu gì vậy? Bọn ớt ơ ngoài đường cũng cho vào đây, còn dám đánh tôi. Là tên nào mà liều vậy? Chán sống rồi sao? Nói nhỏ thôi. Chính là hắn.
Anh là ai vậy? Sao dám đánh cậu chủ Châu? Cậu chủ Châu, anh đã tới đây nên chuyện này không cần anh tự ra tay, chúng tôi sẽ xử lý thay anh. Người đâu? Lôi tên này ra ngoài, đánh tới chết đi. Khoan đã, trẫm cứ tưởng đấu tay đôi, không ngờ là đánh hội đồng. Các ngươi tưởng trẫm ngu sao? Đánh thì cứ đánh thôi, tay đôi hay hội đồng thì cũng vậy. Quan đường, chỉ vì một ả đàn bà thôi mà. Như vậy đi, mày đưa Thẩm Tư Di cho tao, rồi tao tha cho mày. Đưa ngươi sao? Nàng ấy là vợ trẫm, vợ của mày sao? Vậy mày chính là Cố Cảnh Từ. Không đúng, mày họ Trần mà. Giỡn mặt tao sao? Trẫm chính là Cố Cảnh Từ. Nè, thấy bọn tao đông người nên mày mạo danh Cố Cảnh Từ sao? Phải không? Cả thành phố này đều biết Cố Cảnh Từ không coi Thẩm Tư Di ra gì mà. Tên kia, đây là khách sạn của Cố thị, dám mạo danh Cố tổng đúng không? Người đâu? Lôi ra ngoài, đánh chết đi. Có chuyện gì vậy? Ông chủ, có người mạo danh Cố tổng còn đánh cậu chủ Châu, là ai? Sao to gan quá vậy? Là hắn. Cố tổng? Cố tổng? Cố tổng tới rồi sao? Cố tổng đâu? Ông chủ, sao anh lại đánh tôi? Cậu dám đánh Cố tổng sao? Sao tôi dám đánh Cố tổng được? Lúc nãy Cố tổng? Cố tổng, xin lỗi anh nha. Cố tổng? Cố tổng? Cố tổng? Hắn là Cố tổng sao? Tiêu rồi. Làm gì không làm lại đắc tội Cố tổng. Giờ thì chết chắc rồi. Cậu chủ Châu, sao anh quỳ trước cả tôi vậy? Cố tổng, xin lỗi, tôi thực sự không biết là anh. Tôi... Cố tổng, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không ngờ đến thế giới này vẫn có người quỳ trước trẫm. Xem ra uy danh của trẫm vẫn cao như xưa. Vậy thì tốt rồi. Người dám ức hiếp Tư Di, tội không thể tha. Từ nay, Châu thị và Cố thị chấm dứt hợp tác. Không, Cố tổng, chuyện này tôi im miệng. Tư Di là người trong lòng trẫm, còn dám ức hiếp nàng ấy thì kết cục sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Tôi không dám nữa đâu. Cút đi. Chuyện gì không biết? Cút. 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 Sao nghe nói Cố Cảnh Từ không yêu Thẩm Tư Di mà? Chuyện này là sao? Tư Di, tỉnh rồi sao? Cố Cảnh Từ là trẫm đây. Khốn nạn. Trẫm không phải tên khốn đó. Là anh, chính là anh. Tôi cảnh cáo anh, bớt trêu đùa tôi đi. Tôi phải kiếm tiền, giành được dự án, hoàn thành dự án, giành lại Thẩm thị và kiếm nhiều tiền hơn. Phải kiếm được tiền thì mẹ tôi mới khỏi bệnh. Mẹ tôi khỏi bệnh thì tôi mới không cô đơn. Từ gì, trẫm sẽ không để nàng cô độc đâu. Trẫm sẽ giúp nàng hoàn thành dự án. Vì não anh bị thương nên anh mới tốt với tôi. Đợi khi anh tỉnh táo lại thì sẽ trở về như trước đây. Tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Từ gì, trẫm chưa từng tỉnh táo như bây giờ. Tối qua vậy rồi sao? Tối hôm qua chúng ta có xảy ra chuyện gì không? Nàng muốn xảy ra chuyện gì sao? Không lẽ không có gì hết sao? Tối qua nàng uống say, cứ liên tục quấn lấy trẫm. Nàng ôm đầu trẫm đòi hôn, sau đó ói đầy người trẫm nên trẫm thay đồ cho nàng. Vậy tôi bị anh thấy hết rồi sao? Nàng là vợ trẫm, trẫm nhìn chút thì có sao? Anh, vậy anh còn làm gì khác không? Nàng muốn trẫm làm gì khác sao? Tôi không muốn. Yên tâm đi, khi chưa được nàng đồng ý, trẫm sẽ không ép nàng động phòng với trẫm. Tư Di, không lẽ nàng muốn cùng trẫm? Im đi. Tôi không có. Nhưng trẫm muốn ăn điểm tâm trước. Điểm tâm gì? Tư Di, trẫm biết giờ trẫm nói gì cũng vô ích, nhưng trẫm có thể chứng minh cho nàng thấy. Nàng cho trẫm một cơ hội đi. Trước khi dự án kết thúc, chúng ta hãy sống hòa thuận được không? Cố tổng, vụ đầu tư dự án đã sắp xếp xong cho anh rồi. Nhưng mà
Sao vậy? Người kế thừa duy nhất của kỹ thuật bệnh tơ đang ở thành phố này. Nhưng mà cô ấy rất khó mời. Phu nhân đang đau đầu vì chuyện này. Nếu đã vậy, trẫm sẽ đích thân tới hỏi thăm. Dạ, vậy tôi sẽ đi sắp xếp. Khoan đã, Tiểu Trần Tử, chuyện này tạm thời đừng nói với Tư Di, chẳng muốn nàng ấy bất ngờ. Chào cô, tôi là Thẩm Tư Di, hôm nay có hẹn gặp cô Duyên. Cô đợi chút, cô Duyên đang nói chuyện với Cố Tổng. Cố Tổng sao? Đúng vậy, là giám đốc Cố Cảnh Từ. Hôm nay tôi hơi bận. Không sao, nàng cứ làm việc đi. Trẫm cũng phải đến công ty. Chuyện dự án, nàng không cần lo. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nó. Anh ấy nói đến công ty, sao giờ lại ở chỗ Duyên Cẩm? Sau khi Cố Tổng nghe nói cô Duyên về đây nên đã lập tức tới đây. Có vẻ rất quan tâm tới cô ấy. Vậy Cố Tổng có nói là tại sao không? Còn tại sao nữa? Tại cô Duyên rất xinh đẹp. Nghe nói trước giờ Cố Tổng chỉ thích người xinh đẹp, chắc chắn tới để theo đuổi. Cô Duyên không sao chứ? Không sao, cảm ơn anh. Cô Duyên và Cố Tổng kìa. Xem ra cô Duyên rất thích Cố Tổng. Vậy sao? Có cần tôi giúp cô gọi cô Duyên không? Không cần đâu. Hôm khác tôi tới. Cố Cảnh Từ, rốt cuộc anh đang ở đâu? Ở Cố Thị. Sao vậy? Tư Di nhớ trẫm sao? Không có. Cố Cảnh Từ, tại sao lại nói dối tôi? Chị cũng tới tìm Duyên Cẩm sao? Cô tới đây làm gì? Thẩm Tư Di, chị nghĩ ba sẽ yên tâm giao dự án quan trọng như vậy cho chị thật sao? Ý cô là sao? Ba không yên tâm về năng lực của chị, cho nên để tôi tham gia thiết kế. Nói cách khác, nếu tôi mời được Duyên Cẩm thì dự án sẽ là của tôi. Đến lúc đó chị phải cút khỏi dự án và cút khỏi Thẩm Thị. Ai cho phép cô làm vậy? Cô chú ý cho tôi, đây là Cố Thị đó. Đúng vậy, chính vì là Cố Thị mà. Lần trước chị ở tiệc đầu tư, đắc tội cậu chủ Châu và cậu chủ Hạ, không lấy được đầu tư. Anh Cảnh Từ vì nể mặt tôi nên mới thêm chủ đầu tư vào. Vậy là vì cô sao? Chứ sao nữa? Dù sao anh ấy và ba cũng không tin tưởng chị. Nếu không vì muốn làm ông nội yên lòng thì anh Cảnh Từ đã sớm muốn thoát cảnh, hư tình giả ý với cô từ lâu rồi. Anh ấy nói vậy với cô sao? Đương nhiên rồi. Chị đừng quên, rất lâu trước đây vào ngày kỷ niệm một năm cưới, anh ấy đã công khai tuyên bố muốn ly hôn với chị để cưới tôi. Còn nữa, hôm nay nghe trợ lý Trần nói, sáng sớm nay anh Cảnh Từ đã vì tôi mà đến gặp cô Duyên. Nếu tôi là chị thì tôi về lâu rồi, đỡ phải mất mặt. Dù cô có Cố Cảnh Từ giúp đỡ, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một bình hoa có sắc không có hương. Tôi tin là cô Duyên sẽ không hợp tác với cô. Vội vàng làm gì? Còn hai ngày nữa là phân thắng bại thôi mà. Tôi có anh Cảnh Từ giúp thì sao chị thắng được tôi? Chữ này giống của Cảnh Đế quá. Anh mô phỏng kiểu gì vậy? Nếu không phải tôi tận mắt thấy anh viết thì chắc cũng tưởng đây là đồ thật. Trẫm tự viết không giống mới lạ. Chắc là trẫm, tôi và Cảnh Đế có cội nguồn sâu xa với nhau. Tôi toàn nghe nói Cố Tổng văn dốt giỏi dở, là một công tử bột điển hình. Không ngờ anh còn có khả năng này. Cô Duyên quá khen rồi. Vậy chuyện hợp tác, anh yên tâm, tôi đã đồng ý thì chắc chắn sẽ làm. Chỉ hợp tác với mình Thẩm Tư Di. Được rồi, mau lên, anh viết thêm vài trăm bức đi, để tôi đem khoe với người ta. Đúng rồi, cứ viết theo thời niên thiếu của Cảnh Đế đi. Thời niên thiếu sao? Không được. Thời đó ngồi bút ông ấy quá sắc bén, không đủ ôn hòa, quá mức nóng nảy. Anh dám chê Cảnh Đế sao? Sao không được chê? Cảnh Đế tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, là đế vương trời định. Cố Tổng, dù anh kiêu ngạo đến mấy thì cũng không sánh được với Cảnh Đế đâu. Mau viết đi, viết 100 bức nữa rồi tôi giúp anh. Thay đổi rồi.
thế sự thay đổi rồi. Bút tích của trẫm bị làm nhái để bán rồi. Tiểu Trần Tử, tay của trẫm chắc sắp phải bỏ thôi. Cố tổng, anh giỏi thật đó. Nhưng mà anh biết viết bút lông từ lúc nào vậy? Nói gì vậy? Cầm kỳ thi họa, cái nào trẫm cũng tinh thông mà. Lại nói khoác. Anh Cảnh Từ, anh thật sự vì em mà đến tìm cô Duyên sao? Em biết, tuy dạo này anh lạnh nhạt với em, nhưng trong lòng vẫn có em. Trẫm đã làm gì mà khiến cô có ảo giác đó vậy? Ảo giác sao? Không phải vì em, không lẽ vì Thẩm Tư Di? Chứ sao nữa? Không thể nào. Lúc trước anh tốt với chị ta, vì não anh bị tổn thương mà. Giờ anh khỏe lại rồi mà. Trước đây anh nói với em đưa dự án cho Thẩm Tư Di để lợi dụng chị ta hoàn thành các công việc tiền kỳ, sau đó đá chị ta đi để kết quả cho em mà. Anh quên rồi sao? Dự án này là tâm huyết của Tư Di, trẫm sẽ không để ai cướp đoạt. Còn về não thì não trẫm đang rất bình thường. Nhưng còn cô, mau tìm y quán khám bệnh đi. Tiểu Trần Tử, nếu sau này ngươi còn dám để lộ lịch trình của ta cho người khác biết thì đừng ở lại Cố thị nữa. Sáng nay cô Thẩm Thiên Thiên đến công ty nghe được lịch trình của anh nên... Dạ. Cố Cảnh Từ, anh thay lòng đổi dạ rồi. Cố Cảnh Thụy, anh về để giành lại Cố thị đúng không? Tôi sẽ giúp anh. Vậy cô muốn cái gì? Tôi muốn dự án Phục Sắc Ngàn Năm. Tôi muốn hủy diệt Thẩm Tư Di. Thẩm? Không gọi phu nhân dậy sao? Nàng ấy mệt quá, để nàng ấy nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, phu nhân rất vất vả. Thẩm Khanh của trẫm vẫn giống như trước, vẫn mạnh mẽ như xưa. Cái gì? Cô muốn trẫm đi? Nhưng mà... Được rồi, trẫm sẽ đi giúp cô. Tiểu Trần Tử, trẫm phải tới Tân Thành lấy đồ giùm Viên Cầm. Mấy ngày tới sợ không gặp được Thẩm Khanh rồi. Đi thôi. Đàn anh, sao anh lại tới đây? Anh không làm phiền em chứ? Không. Vậy tốt rồi. Đàn anh mua đồ ăn cho em sao? Em bị đau dạ dày, lúc bận toàn quên ăn mà. Ăn đi cho nóng. Cảm ơn đàn anh. Sau này dù bận cỡ nào cũng phải nhớ ăn cơm, được không? Tư Di, dạo này em áp lực lắm đúng không? Anh hai thì sao? Dự án này anh ấy cũng đang phụ trách, chắc có giúp em đúng không? Chắc anh ấy đang bận gì khác rồi. Tư Di, em vẫn luôn là người rất mạnh mẽ và rất vất vả, nên anh rất mong em tìm được người thực sự yêu em. Tuy anh hai là người thân của anh, nhưng anh nghĩ anh ấy không xứng với em. Anh cứ yên tâm, em sắp xếp được mà. Em có thấy anh hơi nhiều chuyện không? Đương nhiên là không. Vậy tốt rồi, mau ăn đi. Đàn anh, mấy cái này là anh vẽ sao? Qua văn ngự dụng của Hoàng gia Đại Hy, em vẽ hoài mà vẫn không đúng. Nhưng sau khi anh thêm vào mấy nét vẽ này thì nhìn có vẻ giống hệt bản gốc rồi. Vậy sao? Giúp được em là tốt rồi. Đàn anh, anh thật sự tốt quá. Ít nhất còn có anh ở bên em. Ai kêu anh là đàn anh của em? Đúng rồi, cho anh ly nước được không? Anh không rành chỗ này lắm.
Nãy giờ lo nói chuyện nên em cũng quên mất. Anh đợi em chút nha. Được. Đàn anh, anh đang... Anh đem về xem giúp em có còn chỗ nào cần cải thiện không? Nhưng... Sao vậy? Em không tin anh sao? Đây là tâm huyết của em, anh không tiết lộ ra ngoài đâu, yên tâm đi. Em không phải có ý đó. Alo. Cô Thẩm, mẹ cô đau tim đột xuất, giờ đang cấp cứu. Tôi tới liền. Mau đi thôi. Bác sĩ, tình hình mẹ tôi sao rồi? Vẫn đang cấp cứu, nhưng cô nên chuẩn bị tâm lý, tình hình không ổn lắm. Sao lại như vậy? Bác sĩ, tình hình mẹ tôi sao rồi? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô nhờ gặp mẹ cô lần cuối đi. Tư Di, Tư Di. Alo. Tôi làm hết rồi đó. Bản thảo đâu? Gấp gáp gì? Đợi xử lý xong việc ở bệnh viện, tôi sẽ gửi cho cô. Anh, tôi vì giúp anh nên mới ra tay với mẹ Thẩm Tư Di. Tôi gánh một mạng người đó. Anh nói lời giữ lời đi. Mẹ, đừng quậy nữa, mau dậy, về nhà thôi. Mẹ, đừng làm con sợ. Mẹ trùm chăn như vậy con sợ lắm. Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi. Dì dì vất vả quá. Con không vất vả gì hết, tại mẹ liên lụy tới con. Nếu không có mẹ... Mẹ, mẹ nói lung tung nữa là con giận thiệt đó. Mẹ chỉ cần khỏe mạnh ở bên con là được. Dù sao giờ con chỉ có mỗi mình mẹ thôi. Vì Di Di, mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại lừa con? Mẹ nói sẽ mãi mãi ở bên con mà. Sao mẹ lại lừa con? Mẹ, sao mẹ lại lừa con? Mẹ, Tư Di, sao mẹ lại lừa con? Đừng buồn nữa, Tư Di. Sao mẹ lại lừa con? Tư Di. Tư Di, cuối cùng em cũng tỉnh. Em phải đi tìm mẹ. Mẹ tỉnh lại, nhất định sẽ muốn gặp em. Tư Di, cô Diệp mất rồi. Em bình tĩnh lại đi. Anh gọi điện cho anh hai rồi nhưng không thấy bắt máy. Em biết anh ấy đi đâu không? Tư Di, Tư Di, em biết anh hai đi đâu không? Không sao, anh sẽ ở bên em. Gần đây bệnh tình mẹ tôi ổn định rồi, sao tự nhiên lại đau tim chứ? Phán đoán sơ bộ là bị kích động. Cô xem, hồ sơ này được tìm thấy bên giường bà ấy trước khi phát bệnh, có lẽ bà đã đọc nó. Hồ sơ của Cố Cảnh Từ.
Sao mẹ tôi lại kích động vì cái này? Hạ Nhiễm, Bệnh viện Nhân dân số 7, tên này sao quen vậy? Từ Di, Hạ Nhiễm này là bác sĩ phụ trách chính trong vụ năm đó của mẹ em. Anh nói lại xem. Từ Di, anh nói Hạ Nhiễm này là bác sĩ chính trong vụ tai nạn y khoa của mẹ em. Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Sao người đó lại là mẹ của anh đấy? Anh chỉ biết bác gái là bác sĩ, không ngờ là như vậy. Không lẽ năm đó ông nội muốn... Ông nội muốn làm gì? Bác gái vốn là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, danh lợi trong giới y học đều rất lớn. Nhưng 5 năm trước, đột nhiên tuyên bố từ chức. Ông nội nói vì bác trai qua đời nên đau buồn quá độ, tinh thần thất thường, nên mới để bác ấy ở trang viên và không cho ai được tiếp xúc. Việc này sợ là sẽ che giấu tai nạn y khoa năm đó của bác gái. Cô Thẩm, cô bình tĩnh đi. Cô Thẩm, mẹ tôi vì tai nạn y khoa nên não mới tổn thương, bác sĩ chính phải đứng ra chịu trách nhiệm chứ. Xin lỗi cô Thẩm, bác sĩ Hạ được chẩn đoán tinh thần thất thường nên không thể chịu trách nhiệm chuyện này. Vậy mẹ tôi phải làm sao? Tổn thất mẹ tôi phải chịu thì sao? Tránh ra. Chứng nhận kết hôn. Tốt lắm, tốt lắm. Di Di, con yên tâm. Nhà họ Cố nhất định sẽ đối xử tốt với con và sẽ giúp con chăm sóc mẹ con thật tốt. Ông nội, ông luôn chăm sóc cho con là con cảm kích lắm rồi. Nhưng viện phí của mẹ con sẽ tự trả. Hèn gì, sao lại có người tốt với em vô điều kiện như vậy được? Mẹ bị như vậy, quá ra là vì phát hiện ra em đã cưới con trai của người hại mẹ, nên bảy mới bị đau tim. Đều tại em. Từ Di. Đều tại em. Từ Di, Từ Di. Không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi anh hai. Anh ấy không muốn vậy. Cô Thẩm, đây chỉ là phán đoán sơ bộ. Nếu cô thấy có vấn đề thì có thể tiếp tục khám nghiệm tử thi. Tiến hành như thế nào? Từ Di, để tính sau đi. Đợi liên lạc được anh hai đã. Chúng ta ra ngoài đi. Em muốn ở một mình. Em nghỉ ngơi đi. Xin chào, số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau. Cố Cảnh Từ, chẳng phải anh nói chỉ cần gọi điện cho anh là anh sẽ đến sao? Lừa đảo. Đều là lừa đảo. Mẹ, mẹ, đến bây giờ con vẫn luôn chỉ có một mình. Chỉ có một mình. Cô Thẩm, báo cáo khám nghiệm tử thi một tuần nữa mới có. Di hài của bà Diệp, cô xem. Tôi liên hệ nhà tang lễ rồi. Ngày mai tôi sẽ cho mẹ hạ quyệt. Được, mong cô nén đau buồn. Xin chia buồn. Mẹ tôi không muốn thấy hai người. Hai người cũng không xứng phúng viếng mẹ tôi. Mời về cho. Chị à, bọn tôi tới là để mặt chị đó. Tưởng bọn tôi muốn tới sao? Dù sao tao với mẹ mày cũng từng là vợ chồng. Từng là vợ chồng sao? Vợ chồng mà ông nói là khi bảy gặp chuyện thì ông ép ly hôn rồi đuổi ra khỏi nhà, sau đó chiếm công ty của bảy và ngoại tình hay sao? Thẩm Chính Dĩ, nếu ông vẫn còn là người thì hãy đem nghiệt chủng của ông với Tiểu Tam cút ra khỏi đây. Mày láo quá rồi đó. Chị à, chị tránh ra đi. Nếu không gì Diệp thấy chị tội nghiệp như vậy sẽ đau lòng đó. Tôi nói,
Cút ra ngoài. Thẩm Tư Di. Cố tổng. Anh Cảnh Từ. Cút. Trẫm vừa mới về. Trẫm không biết nhạc mẫu. Xin lỗi Tư Di. Chuyện quan trọng như vậy mà trẫm không ở bên nàng. Anh đi đi. Trẫm có thể giải thích. Anh không cần giải thích. Anh cũng giống như họ. Không xứng xuất hiện ở đây. Tại sao? Anh hỏi tôi sao? Không lẽ trong lòng anh không rõ hay sao? Ta. Tư Di. Xin lỗi Tư Di. Là lỗi của trẫm. Trẫm chỉ muốn cho nàng bất ngờ. Trẫm cũng. Ngươi tới đây làm gì? Anh hai. Em hỏi anh mới đúng. Anh lấy tư cách gì ngồi đây? Ý ngươi là sao? Còn giả ngu sao? Anh biết rõ nhất mà. Chính mẹ anh là bác sĩ chính năm đó đã hại chết cô Diệp. Cô Diệp cũng vì biết Tư Di cưới con gái của người đã hại mình nên mới lên cơn đau tim rồi mất. Sao lại như vậy? Trẫm không hề biết chuyện này. Trẫm. Bây giờ cút ra ngoài đi. Trẫm sẽ không rời xa Tư Di. Anh còn mặt mũi nào ở đây nữa? Anh hai. Anh hai của em. Anh còn chưa rõ sao? Anh ở đây sẽ làm tổn thương Tư Di. Làm tổn thương sao? Thẩm Khanh. Tại sao vậy? Anh hỏi tôi sao? Không lẽ trong lòng anh không rõ hay sao? Ta. Tư Di. Quá ra nỗi khổ Tư Di phải chịu đều là trẫm gây ra sao? Nhưng trẫm chỉ muốn tốt cho nàng ấy chứ không. Không lẽ trẫm sai thật rồi sao? Do trẫm cưỡng cầu sao? Tư Di. Anh hai. Anh ở đây làm bộ làm tịch thì có ích gì đâu. Chi bằng nghĩ xem, Tư Di sắp ly hôn với anh rồi thì anh định ăn nói sao với ông nội đi? Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Mục đích sao? Em chỉ sót cho Tư Di và thấy lo cho anh hơn đó. Chắc Tư Di sắp tỉnh lại rồi, nhưng có lẽ không muốn gặp anh đâu. Giờ anh là người mà cô ấy ghê tởm nhất. Mời về cho. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Được. Ta nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Tôi chỉ không muốn anh sống yên ổn thôi. Bái kiến Thụy Dương Điện Hạ. Nghe nói tướng quân bị thương. Sao không nghỉ ngơi đi? Vội vàng gặp hoàng huynh tới vậy sao? Lúc thu thập chiến lợi phẩm, thần may mắn thu được một miếng ngọc, nghĩ là điện hạ sẽ thích nên đến dâng tặng. Tướng quân luôn nhớ tới hoàng huynh, nhưng đến không đúng lúc rồi. Hoàng huynh đang vẽ tranh cùng Thẩm Nhị tiểu thư, bổn vương còn bị đuổi ra, chắc không rảnh gặp tướng quân đâu. Là ở cùng Thẩm Thiên Thiên. Thẩm tướng quân không hổ là thanh kiếm bén nhất trong tay hoàng huynh. Hoàng huynh cũng lợi hại, khi khiến ngươi chỉ đâu đánh đó. Điện hạ, ngài nói vậy là sao? Bổn vương chỉ tò mò, ngươi bị lợi dụng như vậy có đáng không? Điện hạ. Thẩm Khanh. Thẩm Thiên Thiên. Trẫm cứ tưởng ngươi thật lòng với trẫm. Thật lòng sao? Thần chỉ thật lòng ái mộ quyền thế và người chiến thắng. Bệ hạ chưa biết đúng không? Người năm đó cứu ngài dưới hồ là tỷ tỷ. Người thật lòng yêu ngài nhiều năm cũng là tỷ tỷ. Người nói gì? Tỷ tỷ đúng là quá yêu bệ hạ. Im lặng ở bên ngài ấy nhiều năm. Dù ngài ấy cưới ta thì tỷ vẫn nguyện chết vì ngài ấy. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Mình... Tư Di, tỉnh rồi sao? Thụy Dương. Em nói gì? Xem ra người sống lại chỉ có mình và... Không có gì, em mới ngủ dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo. Em nghỉ ngơi đi. Em bị như vậy mà anh hai còn không thèm đến. Đang bận gì không biết. Mặc kệ đi.
dù sao cũng sắp ly hôn rồi. Em thật sự muốn ly hôn sao? Đó là chuyện chắc chắn. Từ gì? Thật ra anh còn một chuyện muốn nói với em. Anh hai hợp tác dự án này với em, thật ra chỉ để lợi dụng em, để được ông nội công nhận. Anh ta không hề biết dự án này có ý nghĩa ra sao đối với em. Hai người sắp ly hôn, hay em hợp tác với anh đi, anh giúp em thực hiện ước mơ. Hóa ra ý đồ của ngươi là vậy. Em chỉ đề xuất hợp lý thôi. Đừng nói khó nghe như vậy. Dám làm mà không cho người ta nói sao? Anh, đừng cãi nhau nữa. Tư Di, nàng sao rồi? Anh ra ngoài đi, em có chuyện cần nói riêng. Tôi đã gửi cho cô bản thiết kế của Thẩm Tư Di rồi. Tiếp theo nên làm gì? Không cần tôi dạy chứ? Yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến chị gái thua triệt để. Tư Di, nàng Cố Cảnh Từ, chúng ta ly hôn đi. Tư Di, trẫm không muốn ly hôn. Chuyện của mẹ nàng trẫm cho người điều tra rồi. Hơn nữa trước đây bệ hạ, nàng không cần giải thích. Nàng phải, chuyện trước đây thần đã nhớ ra hết rồi. Bệ hạ, kiếp trước vì muốn được người chú ý, muốn được người nhìn thấy, nên thần đã hy sinh mọi thứ. Người thì sao? Ánh mắt của người chưa từng dừng lại nơi thần. Thần luôn cực khổ đuổi theo bóng lưng người, nhưng người chưa từng quay đầu, dù một lần cũng không. Là lỗi của trẫm. Năm đó chỉ là bệ hạ không yêu thần thôi. Người là đế dương, thần chịu chết vì người là đạo lý hiển nhiên. Kiếp này thần chỉ sống vì mẹ mình. Tôi mỗi ngày thần đều lo làm sao để có tiền phẫu thuật, nhưng thần luôn nghĩ chỉ cần mẹ còn sống thì mọi chuyện đều có hy vọng. Nhưng bây giờ mẹ mất rồi. Bệ hạ, thần chưa bao giờ sống vì mình. Kể từ bây giờ, thần muốn sống vì bản thân. Bệ hạ, để tình thần từng dũng cảm quên mình vì người, xin hãy ly hôn với thần. Trẫm không muốn ly hôn. Thẩm Ái Khanh, hãy cho trẫm cơ hội để bù đắp được không? Nhưng cái thần muốn không phải là sự bù đắp. Nỗi đau của Tư Di đều do trẫm gây ra. Không lẽ trẫm sống lại chỉ để làm khổ Tư Di sao? Rốt cuộc trẫm nên làm gì? Cố tổng, tôi mới tra được một chuyện. Thẩm Thiên Thiên đã lấy được thiết kế của phu nhân, sợ là muốn thừa cơ gây chuyện. Người nói gì? Tiểu Trần Tử, mau làm giúp trẫm một chuyện. Phu nhân, Cố Cảnh Từ đâu? Hôm nay tôi hẹn anh ta đi làm thủ tục ly hôn. Phu nhân, Cố tổng, anh ta làm sao? Ngày ấy nói hôm nay gió to, không nên ra đường. Nhất thiết phải vậy sao? Phu nhân, đây là toàn bộ cổ phần trong tay Cố tổng. Ngày ấy đã ký chuyển nhượng cho cô. Chỉ cần cô ký tên, cả Cố thị sẽ là của cô. Nhưng tôi không quan tâm. Cố tổng nói cô đã chặn ngày ấy, nên nhờ tôi chuyển lời. Tư Di à, đừng bỏ rơi trẫm, được không? Tôi không muốn dính dáng tới anh ta nữa.
Giờ anh nhắn lại, nếu vẫn còn quấy rầy tôi sẽ nhờ tới pháp luật. Phu nhân, sắp không còn là phu nhân nữa. Anh cầm về đi. Chị đang bận ly hôn, tôi không làm phiền chứ? Có việc gì sao? Có chứ, lãnh đạo công ty đến rồi, đang đợi nghiệm thu bản thiết kế. Nhưng nếu chị đau thương quá độ, chưa chuẩn bị xong thì để tôi làm thay cho. Không cần. Thẩm Tư Di, hôm nay tôi sẽ cho chị thấy trắng tay thật sự là như thế nào. Bộ này là đồ cưới của hoàng hậu triều Đại Hy. Tôi cho kết hợp với yếu tố hiện đại để làm tác phẩm kết màn cho buổi triển lãm thiết kế cổ phong này. Màu sắc tổng thể là màu đỏ, nhưng kỹ thuật bệnh tơ được sử dụng khiến cho quả tiết thiêu nhìn sống động hơn. Thiết kế này rất đẹp. Không hổ là Tư Di, thiết kế này chắc chắn có thể giúp Thẩm Thị nổi bật trên thị trường. Nếu không có vấn đề gì thì quyết định vậy đi. Khoan đã, có ý kiến gì sao? Thiết kế của chị không tệ, nhưng mà sao chép của tôi đúng không? Mọi người xem đi, tôi sao chép của cô. Đây là bản thảo của tôi. Chị giải thích sao về sự giống nhau này đi. Đúng là giống hệt nhau. Tư Duy nhìn thì dính chắn, không ngờ lại đi sao chép. Vậy sao làm phó tổng công ty được? Người trẻ có thể thua, nhưng tuyệt đối không được dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Tư Duy, nếu mẹ con biết hành vi này của con thì chắc chắn sẽ rất thất vọng. Cô lấy bản thảo của tôi từ lúc nào vậy? Của chị sao? Chị gái à, chị mặt dày hơn tôi nghĩ nhiều đó. Rõ ràng chị nhân phẩm thấp kém, sao chép của tôi mà dám nói của chị sao? Đúng là mất hết mặt mũi nhà họ Thẩm, cô mới mặt dày đó. Đủ rồi Thẩm Tư Di, mày quậy đủ chưa vậy? Thiết kế này 2 ngày trước Thiên Thiên đã đưa cho tao xem, chính mắt tao nhìn nó vẽ từng bức. Chị gái, chị đúng là thảm hại. Tôi biết chị luôn nghĩ ba thiên vị tôi, nhưng đó là vì tôi có năng lực giúp gia đình. Còn chị làm gì cũng sai thì thôi đi, lại còn chơi trò đạo nhái. Chị làm mọi người thất vọng quá đó. Không vẽ được bản thiết kế thì thôi đi, còn đứng đây làm gia đình mất mặt nữa. Mày thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Thậm chí chỉ này không có đứa con gái như mày. Dù 2 bản thiết kế giống hệt nhau, nhưng mà ai sao chép ai vẫn còn chưa biết đâu. Cô nói cô vẽ đúng không? Được, vậy hãy đối chiếu chi tiết ở 2 bên. Tôi không cần rắc rối vậy đâu. Tôi chứng minh được ai sao chép ai. Đàn anh, anh đến được là tốt quá rồi. Hôm tôi thiết kế xong, cậu chủ Cố Cảnh Thụy có đến công ty và xem bản vẽ của tôi, đúng không đàn anh? Tư Di, anh cũng muốn giúp em, nhưng anh không thể nói dối. Anh nói gì? Tối hôm đó đúng là anh có đến, nhưng lúc đó em chưa vẽ được gì hết. Hơn nữa cô Thẩm Thiên Thiên từng nhờ tôi chỉ dẫn khi vẽ thiết kế. Em đã sao chép bản vẽ của cô ấy. Tôi hiểu rồi. Quá ra 2 người là cùng một ruột với nhau. Hèn gì Thẩm Thiên Thiên lại có bản vẽ của tôi. Quá ra là do anh trộm. Chị gái, nhân chứng do chị mời tới, giờ lại chứng minh chị mới là người sao chép. Chị là muốn cắn ngược hay sao? Sao tao lại sinh ra đứa con gái mặt dày như mày chứ? Cút ra ngoài cho tao, không được bước chân vào Thẩm Thị nữa. Chị gái, giờ Thẩm Thị là của tôi, dự án cũng là của tôi. Chị bận bịu lâu nay đều là vì tôi đó. Dù các người có bản vẽ của tôi, nhưng kỹ thuật bệnh tơ chỉ có cô Diên Cẩm biết làm. Ai mời được cô ấy lộ diện làm sản phẩm còn chưa biết được đâu. Chị vẫn cứng miệng hay sao? Không còn Cố Cảnh Từ với bối cảnh của chị thì sao mời được cô Diên? Thiên Thiên, không cần nói nhiều với nó. Bà không muốn nhìn thấy nó nữa. Cút. Bảo vệ. Khoan đã. Anh Cảnh Từ, cô Di, ai nói cô Thẩm Tư Di sao chép? Cố tổng, con gái lớn của tôi trước giờ vô dụng, làm gì có chuyện nó không sao chép được. Thẩm tổng, ông đúng là khiến trẫm mở mang tầm mắt về cái nhìn đối với một người cha. Tư Di đừng sợ, trẫm tới rồi. 5 ngày trước, cô Thẩm Tư Di đã cho tôi xem bản thiết kế của cô ấy. Theo tôi được biết, cô Thẩm Thiên Thiên, bản thiết kế của cô 2 ngày trước mới vẽ xong đúng không? Không lẽ cô Thẩm Tư Di xuyên tới tương lai để sao chép của cô sao? Bản vẽ của tôi từ 2 ngày trước mới chính thức hoàn thành, nhưng tôi có linh cảm từ lâu rồi.
Có thể chị ta sao chép suy nghĩ và ý tưởng của tôi. Nếu nói như vậy, cô có thể cung cấp bản thảo ở từng giai đoạn cho mọi người xem được không? Bản thảo cũ tôi đã xóa hết rồi. Trùng hợp quá, cô không đưa ra được. Nhưng tư duy thì có đó. Những bản thảo này có thể chứng minh thiết kế hôm nay đều là của tư duy. Nhìn thấy chưa? Nếu nói sao chép thì chắc chắn là Thẩm Thiên Thiên sao chép của tư duy. Sao lại vậy được? Từ lúc nào mà anh... Nàng vẫn giống như xưa, hay thích dứt đồ lung tung. Ta không nỡ dứt bản thảo đi, nên đem cất giúp nàng. Dù có bản thảo cũ thì đã sao? Mấy người sao chứng minh được những bản thảo đó là của Thẩm Tư Di? Đúng vậy, đây rõ ràng là của tôi. Tôi cứ thắc mắc sao bản thảo của tôi biến mất trong một đêm. Hóa ra là bị chị trộm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô Viên, cô có gì muốn nói không? Trên bản vẽ này có 9 loại hoa văn ngự dụng thời đại Hy và đều rất phức tạp. Ngay cả bản thảo gốc của cô Thẩm Tư Di, khi vẽ đến những hoa văn này vẫn có chút sai sót. Cố tổng đã vẽ thêm vài nét nên bản thảo này mới hoàn hảo như vậy. Mấy nét bút trên bản vẽ của tôi là do anh vẽ sao? Anh thấy em mệt quá nên tiện tay vẽ thôi. Ở thế gian này, người có thể phục chế nguyên vẹn hoa văn đại Hy chỉ có mình ta. Thẩm Thiên Thiên, cô nói cái này là do cô vẽ. Vậy giờ ở trước mặt mọi người, cô vẽ lại thử cho ta xem. Tôi... Nào, không có gì muốn nói sao? Hóa ra Thẩm Thiên Thiên mới là người sao chép. Đúng là thói đời, người sáng tác gốc lại bị kẻ sao chép cắn ngược. Nhưng cách bại hoại như vậy đúng là làm mất mặt nhà họ Thẩm. Anh Cảnh Từ, anh yêu em nhất mà, tại sao lại giúp Thẩm Tư Di đối phó em? Chị ta có gì bằng em đâu. Trong lòng Trẩm, cô không xứng đáng với nàng ấy. Nhưng em yêu anh mà. Em yêu anh như vậy, sao anh đỡ làm vậy với em? Yêu sao? Cái chữ đó phát ra từ miệng của cô nghe đúng là hài hước. Trong mắt cô có yêu sao? Trong mắt cô chỉ có quyền thế, địa vị. Không có được thì cô không tiếc mọi giá để phá hủy nó. Không phải vậy, nghe em nói đi anh. Trẫm không muốn nghe cô giải thích. Thiên Thiên, vậy chị ta yêu anh sao? Thẩm Tư Di có yêu anh sao? Chị ta mới thực sự sống vì lợi ích. Nếu không vì sính lễ thì chị ta không đời nào cưới anh. Anh quên trước đây chị ta coi thường anh ra sao hả? Im miệng. Cô không hề hiểu. Cô không hiểu. Cô không hiểu mọi thứ mà Tư Di hy sinh vì Trẫm. Em không hiểu sao? Em chỉ biết anh đã phản bội em. Anh nói yêu em mà. Phản bội sao? Đó là do cô phản bội tôi trước. Anh... Cố tổng, cậu không nên làm vậy với Thiên Thiên. Nhạc phụ đừng sốt ruột, sắp tới lượt ông rồi đây. Ý cậu là sao? Ý gì sao? Năm đó ông mưu đoạt Thẩm thị, không tiếc hãm hại vợ mình, hại cả mẹ của Trẫm và Tư Di. Món nợ này hôm nay Trẫm sẽ tính sổ với ông. Anh nói gì vậy? Anh nói mẹ của tôi. Tư Di, xin lỗi nàng. Hôm nay Trẫm mới điều tra ra, phu nhân, đây là sự thật về cái chết của mẹ cô. Tư Di, hóa ra là vậy. Thẩm Chính Dĩ, ông có còn là người không? Con nhỏ này, tao là ba mày đó. Mày dám to tiếng với tao sao? Tập tài liệu này chính là chứng cứ năm đó ông ta mua chuộc trợ lý của mẹ Trẫm. Chính ông đã lệnh cho hắn ta gây ra tai nạn y khoa năm đó, hãm hại nhạc mẫu và giá họa cho mẹ của Trẫm. Người đó giờ đang ở nha môn. Hắn đã khai hết rồi. Không thể nào. Làm sao cậu biết được? Sao độc ác vậy? Bao năm qua mẹ của tôi hy sinh cho ông chưa đủ sao? Tôi không sai. Chắc chắn các người vu khống tôi là các người đặt bẫy để hãm hại tôi. Chứng cứ ngay trước mắt. Nếu ông là đàn ông thì đừng ngụy biện nữa. Sao tôi lại không phải là đàn ông? Đúng vậy, tao ghê tởm bà ta, ghê tởm lại đê tiện như mẹ mày đó. Tư Di, tại sao lại ghê tởm? Vì bà ta bảo thủ nhàm chán. Người ta đều nói ta phải sống bám váy bà ta. Bà ta không còn ở trên đời này thì sẽ không còn ai nói tao sống bám váy đàn bà nữa. Lần đó bà ta không chết mà sống tới giờ này. Đáng lẽ phải chết từ lâu rồi.
Thẩm Chính Dĩ, ông có còn là người không? Mẹ tôi vì ông mà bao năm qua phấn đấu để cho ông mọi thứ. Năm đó mẹ ly hôn với ông cũng chỉ không muốn liên lụy tới ông. Tao không sai. Tao sai ở chỗ không nên ở cạnh bà ta, càng không nên cùng bà ta sinh ra đứa súc sinh như mày. Đáng lẽ mày cũng nên biến khỏi thế gian này từ lâu rồi. Mày đi chết đi. Ba, đúng là một màn kịch hay, đặc sắc. Cố Cảnh Thụy, ngươi đang hả hê cái gì vậy? Ngươi tưởng những chuyện này không liên quan tới ngươi sao? Anh hai, em không hiểu, chuyện nhà họ Thẩm liên quan gì đến em? Không liên quan sao? Không có. Em chỉ cảm thấy cái loại người sống bám vào phụ nữ còn không thừa nhận mình nhu nhược, lại còn dám giết người nữa. Cố Cảnh Thụy, ngươi khởi xướng mọi chuyện chẳng phải là ngươi sao? Anh hai, anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Thẩm Thiên Thiên, cái hôm mẹ Tư Di mất, cô đến bệnh viện làm gì? Tôi đến để... Cô tưởng không có chứng cứ sao? Đáng tiếc, lúc cô ra khỏi bệnh viện, đúng lúc có người nhìn thấy. Không phải tôi, tôi tới xem thôi. Không phải tôi. Vậy đây là gì? Đây là dấu vân tay của cô lấy được từ túi truyền dịch của mẹ Tư Di. Bây giờ cô còn muốn bao che đồng bọn, một mình gánh hết tội danh không? Là anh ta. Anh ta nói giết Diệp Tri Thu thì anh và Thẩm Tư Di sẽ ly hôn. Không còn anh che chở, Thẩm Tư Di sẽ sống không bằng chết. Cô đúng là vô dụng. Mẹ tôi tốt với anh như vậy, sao anh nỡ làm chuyện đó hả? Tại sao hả? Đương nhiên là để hai người tách ra. Cố Cảnh Từ quan tâm cô như vậy nên tôi phải hủy diệt cô. Tôi chỉ mong nhìn thấy anh ta mất tất cả. Vậy thì quá vui. Dù giết người cũng được sao? Giết người. Giết người. Giết người có gì to tát đâu? Có gì to tát đâu? Cố Cảnh Thụy, ngươi không chỉ sai Thẩm Thiên Thiên hại chết Nhạc Mẫu, mà 5 năm trước cũng là ngươi bỏ thuốc khiến mẹ Trẫm tinh thần bất ổn. Rốt cuộc tại sao ngươi căm thù Trẫm vậy? Anh hai, anh có biết tại sao tôi ghét các người không? Trong lòng anh biết rất rõ, nhưng vẫn giả đò ngơ ngác. Đều là con cháu nhà họ Cố, nhưng ông nội luôn thiên vị anh. Anh không cần bỏ ra cái gì, không cần lấy lòng ai thì mọi thứ vẫn thuộc về anh. Tôi thì sao? Ai quan tâm cảm nhận của tôi? Tôi thua kém anh sao? Tôi không bằng anh chỗ nào? Mọi thứ anh có là thứ cả đời tôi cũng không có được. Tại sao? Tại sao? Không phải tôi không xứng, mà từ đầu tôi đã không có tư cách. Người hận ta, đúng vậy. Tôi hận anh đó. Tôi chỉ mong anh chết đi. Nên tôi phá hủy mọi thứ anh quan tâm để anh nếm trải cảm giác của tôi. Sao? Sao không nói gì? Sau khi sinh ra, Hoàng huynh, Hoàng huynh đã nói cùng xuất cung đi chơi mà, mau đi thôi. Để sắp vào triều nhậm chức rồi, không lo học xử lý chính sự mà suốt ngày đòi chơi vậy. Cái này chán lắm. Hơn nữa có Hoàng huynh lo rồi mà, đệ là đệ đệ, cần gì phải lo. Hoàng huynh, huynh sẽ luôn bảo vệ đệ chứ? Đương nhiên rồi, chúng ta tình thân như thủ túc mà. Đi thôi. Hoàng huynh, phụ hoàng phong huynh là thái tử, tại sao vậy? Cảnh Thụy, ý vua đã quyết, không thể thay đổi. Đệ, hoàng huynh dạy rất đúng. Thần đệ chúc mừng hoàng huynh.
Cảnh Thụy, huynh sẽ luôn bảo vệ đệ. Văn hoa võ nghệ ta đều không thua kém huynh, sao phụ hoàng lại cho huynh làm thái tử? Hoàng vị này từ nay thuộc về ta. Cảnh Thụy, trẫm là huynh trưởng của ngươi hai đời, trẫm tin mình, không làm gì hổ thẹn với ngươi. Cố tổng, đây là các nghi phạm sao? Đúng vậy. Bệ hạ, rốt cuộc là tại sao vậy? Đợi trẫm về sẽ từ từ giải thích. Vậy là lúc mẹ của thần đột ngột qua đời, người đã bắt đầu nghi ngờ Cố Cảnh Thụy và Thẩm Thiên Thiên sao? Đúng vậy. Nhưng lúc đó nàng mới trải qua việc thương tâm, trẫm vốn định đợi nàng bình tâm một chút mới cho nàng biết. Xin lỗi người, lúc đó thần đối quá, còn nổi giận với người. Không cần xin lỗi. Nếu cần xin lỗi, cũng phải là trẫm xin lỗi nàng. Vì kiếp trước trẫm nhìn người sai lầm. Bệ hạ, chúng ta đều không hoàn hảo, mắc lỗi cũng là chuyện thường tình. Tất cả đều đã là quá khứ, không cần phải nhắc lại nữa. Vậy nàng có thể cho trẫm thêm cơ hội, đừng ly hôn được không? Bệ hạ, đừng gọi bệ hạ. Kiếp này ta không phải bệ hạ, nàng cũng không phải thần tử. Ta là Cố Cảnh Từ, còn nàng là người ta muốn bảo vệ cả đời. Bệ hạ, xin để thần nói hết đã. Bệ hạ có còn nhớ lời kiếp trước thần nói với người không? Một, nguyện lang quân ngàn tuổi. Hai, xin thiếp được theo hầu. Thẩm Khanh, lòng trẫm thuộc về nàng. Tư Di, anh yêu em. Ba, nguyện như đôi yến trường nhà, mãi quấn quýt bên nhau. Mong lòng quân cũng như lòng ta. Cố Cảnh Từ, tỉnh lại đi, Cố Cảnh Từ. Bệ hạ yên tâm, thần tuyệt đối sẽ không xen vào bệ hạ và thần muội. Thần xin được trấn thủ biên quan, chết cũng không hồi kinh. Giờ bệ hạ hài lòng chưa? Nếu bệ hạ không nói gì, thần coi như người đã đồng ý. Thần xin cáo từ. Khoan đã, bệ hạ còn chuyện gì nữa? Bệ hạ. Thẩm Khanh, trẫm sẽ không để nàng rời xa nữa. Bệ hạ, vậy còn ra thể thống gì người mau buông ra. Trẫm không buông. Kiếp này, kiếp sau, trẫm sẽ không buông nàng đâu.